đáng quan tâm ung thư gan quan tâm hết tại vì một năm người ta có rất có rất nhiều hội nghị mà về cái uh, ung thư gan này lắm mình định biết đúng là ung thư biểu mô tế bào gan đó uh, ACC đó hepatocellular carcinoma là là đúng cái bài của nó đó. đúng cái tên đó ha một một rất nhiều hội nghị về cái này không phải về cái này đâu hội nghị về chẩn đoán về điều trị đương nhiên hình ảnh học hội nghị về riêng cái này Đấy không rồi những cái hội nghị vệ tinh của cái này lớp kia được ha hội nghị vệ tinh về cái này vệ tinh là cái những cái liên quan đến cái này mình học bài mới biết nó liên quan thí dụ là cái gì viêm gan siêu b và ung thư gan viêm gan siêu b và ung thư uh, gan gan nhiễm mỡ không do rượu và ung thư gan nó nói những cái, những cái những cái những cái hội thảo vệ tinh rất nhiều về cái bài này nó nó quan trọng lắm người ta quan tâm cái này lắm ha mình học bài này nó 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 cần thiết với lại mình đi lâm sàng mình sẽ gặp bài này mà cái mà cái điều chẩn đoán người ta thì nó 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 thay đổi ít thôi cái điều trị thay đổi ha. người ta người ta càng ngày càng điều trị và nhiều phương tiện gọi là đạt, điều trị đa mô thức và cái gì đó và cái uh, điều trị phân tử nó tăng hơn nha yeah. ta cố gắng điều, điều trị phân tử nữa thì cái bài này nó, nó, nó quan trọng lắm nó, nó 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 hay phải nói là nó hay á mà nó quan trọng bởi vì người ta nhiều người ta nó, tôi quan tâm có nhiều cái hội nghị bàn về cái này quá đi ha quốc tế á ha tôi bàn về cái này chứ không phải là là, là thành bài này mẹ đi Lâm Sàng em cũng gặp nữa Đấy không và những trường hợp này là người ta phải người ta phải điều trị là người ta phải người ta phải cá thể hóa bây giờ để dùng những từ là cá thể hóa personalize nữa tức là bệnh nhân này không không phải là bệnh nhân A không phải là bệnh nhân B Đấy không nó cá thể hóa vậy đó ví dụ bệnh nhân có cụ u này cũng 3 cm nhưng mà bệnh nhân này có suy b ví dụ viêm gan jbc thí dụ vậy ha rồi có tình trạng sức khỏe sao vân vân nó nhiều yếu tố lắm rồi bệnh nhân này có cái gen gì nó nó nó, nó, nó mỗi nó cái thể hóa kinh khủng luôn cho nên mình phải học cái bài này mình học là mình học để biết thôi nhưng mà mình phải hiểu cái tầm quan trọng của nó là như vậy ha tầm quan trọng của nó là như vậy vậy cái bài này đó là là ung thư bị mô tế gan rồi mình đi lâm sàn mình đi chơi đi lâm sàng cho mình thấy biểu hiện của mình này là cái gì biểu hiện thường gặp nhất là cái gì biểu hiện lâm sàng là cái gì tôi phát biểu thôi tôi, 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 tôi thấy vậy đó đúng không tôi thấy tôi thấy vậy đó tôi thấy đi lâm sàng tôi thấy có trường hợp vậy đó hay là tôi thấy nhiều trường hợp vậy đó. là cái gì cái bụng ở đâu cái bụng hả mụn bụng bụng trên phải thì chúng mơ hồ không quá mơ hồ thiếu gì bệnh ông này mới sỏi mật tất nhiên nó phải kèm theo cái khác viêm đại tràng quặn thận viêm gan đủ viêm gan không đau đâu đau đó nó mơ hồ lắm áp xe gan thì nó, nó, nó nặng quá rồi đâu phải vậy ha đúng không thì rất là mơ hồ rồi gì nữa bệnh cảnh gì nữa bệnh cảnh gì nữa đúng là bạn da có là nó giai đoạn trễ giai đoạn gì giai đoạn không triệu chứng có gì hết nhưng bình thường vô mình viện mình đúng không đó, nó 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 thay đổi đa dạng khi mình học bài như mình mình có cái khái niệm về cái này để mình biết ha đó, rồi cái đoạn mình sợ thấy u gan không sợ thiếu u không đó vậy thì mình đặt tình huống ha. có mình hiếm có mình hiếm ha đó mình phải hiểu là nó cái 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 biểu hiện nó 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 thay đổi dữ lắm ha rồi mày bây, 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 bây giờ mày vô bài ha mày phải nắm khái niệm chút mày mới hiểu bài mày biết được căn nguyên tại sao bị cái này quan trọng để tầm soát nha chứ không phải mình chờ nó trễ thứ hai là chẩn đoán và ung thư gan thì viết tắt kia ha ACC là quốc tế chỉ quốc tế rồi theo phát đồ theo phát đồ chẩn đoán nha chứ không phải là mình mình nói là chẩn đoán phải phát đồ hết nó có phát đồ chẩn đoán hết và các phương pháp điều trị chú ý phẫu thuật ha, à, Nhiều pháp điều trị lắm Và hiệu quả cái hóa điều trị Biết tới là phát điều trị này thì nó kết quả sao sao mình biết ha Thì nó quan trọng Đây là cái bản của Globoca Tức là những cái ung thư thế giới đó. Nhưng mà cái năm 2018 rồi thì mới khác Mỗi năm thay đổi một chút Mình thấy là ung thư gan đứa hàng số 7 Liver có bữa có năm đứa hàng thứ hai ở Việt Nam thì theo thống kê bệnh viện bú thì ung thư gan đứng hàng thứ nhất chứ gì ở nam nhất ở nam á thì nó còn hơn ung thư phổi nữa ha ở nữ thì có ung thư vú thì có tử cung á, nhưng mà nam mình ở nam thì ung thư gan nó đứng hàng thứ nhất chứ gì á ha còn bên mỹ bên thế giới á thì nó có đứng hàng thứ bảy mình nhìn là new cases tức là mẫn những ca mới đó mình thấy là 800 trăm ngàn ca nhưng mà đó tỷ lệ tử vong số ca tử vong mình thấy không là bảy trăm mấy à. thấy nó gì hậu xấu không tám trăm mấy ca mới mà tử vong tới bảy trăm bảy nè nhìn cái số số nè tám trăm ha đây nè đúng không bảy trăm mấy chục ngàn ờ à, đây nè tám trăm mấy chục ngàn phải không tử vong 100 trăm ngàn chỉ có ca sống mấy chục ngàn ca sống thôi không tử vong cao lắm nhớ khoảng dưới một triệu tử vong gần một triệu đó số dễ nhớ ha bây giờ nó hơi giảm mà chứ nó nó, nó cần một triệu á thấy không đây là cái số hiệu của à, uh, mấy cái đó như ung thư phổi với hàng đầu ha đó nó chiếm tỷ lệ khoảng chung của loại ung thư là khoảng 4,7% nhưng mà tử vong chung là 8,2% mình thấy không số liệu người ta thống kê của thế giới ha rồi rồi bây giờ mình nói ung thư nói nói thì mở đầu ha ung thư gan là, là đứa hàng thứ bảy thế giới ha cái, cái 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 chỗ này nó hơi bị không có duyên lắm ha làm sao để nó đi ừ ha nằm cái chỗ không đẹp lắm. Và cảm ơn em. Đây, thứ năm, thứ bảy thay đổi ha. Ở Việt Nam những ngày mới nhắc lại. Thay đổi đâu? Ở Phi châu thì dùng dưới Sahara ở Bắc Phi ít lắm, thấy không? Ở dưới ở Nam Phi thì nhiều hơn, thấy không? Và ở Việt Nam chú ý Đông Nam Á, có Việt Nam ha, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam á, Campuchia mới ra nhiều lắm, Đông Nam Á nhiều lắm. ha, nhưng mà ở châu ở Mỹ châu Âu hiếm. Ở Mỹ dưới hàng 22, thấy không? Tụi mình mới hiểu bệnh sinh mới hiểu tại sao tôi nói nhiều ha sao cho Việt Nam nhiều vậy à thí dụ Việt Nam sẽ xe gan nhiều không áp xe gan Việt Nam nhiều tại sao vậy vấn đề vệ sinh thì dễ hiểu còn này khác vấn đề gen nha rồi khi bệnh bệnh nhiễm tỷ lệ nam nữ là đây đó cái bệnh gan thì nam nhiều hơn nữ tại vì tăng nói là nam có nhiều yếu tố nguy cơ hơn thí dụ mình học bài áp xe gan đó thì nam bị nhiều hơn phải không Tức là sao nói thẳng là, là là có bệnh gan nhiều hơn hoặc là ở dơ hơn đúng không mà ăn ông, ông bị nhiễm trùng vô gì nữa ông ăn ông nhiễm trùng vô thì ông dơ gì nữa đúng không à, đây cái này hơi khác nam bị khác tại vì tại thế nam ở đây nếu gì lúc nào cũng nhiều nữ đó. và người ta nghĩ là nam có nhiều yếu tố nguy cơ lắm ví dụ sơ gan không viêm gan do rượu vân vân yếu tố đó là yếu tố thuận lợi của nam rồi rồi những cái vùng mà bệnh cao như Đôn đông nam á thì tuổi nó thấp lắm tuổi nó thấp chứ họ bệnh sinh mà hiểu tại sao nó thấp Đấy không tại sao nó nó, nó, nó trẻ vậy nó bị người ở bên mỹ chẳng hạn thì nó già hơn người ta già cái tuổi thì bị già hơn cái này, Ở mình trẻ hơn, coi như người hết trẻ. rồi bây giờ mà học chút gì căn nguyên thì à, mình thấy là nè ung thư gan có liên quan siêu vi viêm gan B đó, nhớ câu này hoài à liên quan tại sao thấy là cái tỷ lệ mà cái bệnh nhân mà bị ung thư gan người ta thử cái uh, kháng nguyên bề mặt kháng bé đó bề mặt đó thì thấy nó dương tính tới 80% mươi tức là bị nhiễm rồi tôi không biết có khẩu ung thư gan không có bị sơ gan viêm gan không nhưng mà bị nhiễm là 80 phần khoảng 80 ha tần suất viêm gan B của Việt Nam mình người ta nói là nó tới 15 20 phần mà chắc không tới đâu ha mình khoảng đi ha gì tới 15 bị gì mà lắm đấy ha đâu có nhiều như vậy ha. khoảng tần suất viêm gan B của, của Việt Nam mình chắc khoảng chậu khoảng trong khoảng, khoảng 10 C thấp hơn theo một cái ảnh Mỹ thì tỷ lệ nguy ung thư gan ở người bị nhiễm B á, thì nó tới 390 lần tăng gấp gấp nguy cơ cao và chính cho là người thường chứ xíu mình coi cái bản thống kê nó hơi khác thay đổi nhưng mà ta thấy cái cái cấu trúc di truyền DNA của cái 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 con của con B này nó ở trong cái tế bào ung thư gan người ta tức là chứng tỏ có đột biến gen tức là DNA của con này nó vào trong cái tế bào gan rồi nó bột biến thành ung thư gan này và cái tiến triển thằng ta thấy đây thứ nhất là bệnh nhân bị viêm gan hoạt động à tôi hoạt động tức là sao tức là bệnh nhân bị viêm gan nó cứ 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 tái diễn hoài tái diễn hoài định nghĩa về hoạt động là sao là bệnh nhân có cái tình trạng viêm gan kéo dài 6 tháng biểu hiện bằng cái tăng men gan không? gấp đôi bình thường trong 6 tháng mình học ha hoạt động còn nhiều yếu tố khác mà đây yếu tố này đó thì viêm gan hoài thì biến tới sơ gan bao nhiêu năm 10 hai chục năm chứ không phải sơ gan liền đâu tùy người số 2 rồi sơ gan đột biến những cái nốt đột biến gây ung thư gan thì cái thời gian người ta thấy thời gian này ở mấy cái nước mà, mà bị bị cái nhiễm siêu B như mình thì nó nó sớm thế không chứ dù mình bệnh mình mình nhiễm chu sinh rồi nó viêm gan rồi độ khoảng hai chục tuổi bắt đầu viêm gan thế hai chục năm sau sơ gan rồi hai chục năm sau hay là 10 năm sau sơ gan mình sau thì cái khoảng tuổi nó là 40 hơi sớm hơn là nước ngoài nước ngoài thì nó nó liên quan đến sơ gan nhiều hơn nha vậy mình nhớ là là quan trọng nhất là nó có viêm liên quan tới viêm gan B nó quan trọng lắm rồi một cái quan liên hệ nữa là viêm gan C vậy là có hai cái viêm gan vậy thấy mình thấy rõ ràng là cái tần suất nước mình hơn không hơn ta chắc rồi tại vì Việt Nam mình nhiễm siêu B nè nhiễm tới 50 nhiễm C không có xong có nhiễm C Việt Nam mình thấp hơn nước ngoài chút ha, cũng vài phần trăm không biết năm mươi mười phần trăm ha thấp hơn đó nhiễm siêu B C ở Nhật nhiễm siêu B C là tới năm mươi tám mươi phần trăm cái nước mà tiến bộ á thì ta nhiễm mà tao không có nhiễm B tại vì người ta chích người chu sinh người ta hay đặt cái cái người ta có chương trình mà mà quốc gia cho những người viêm gan là thành ra ít bị lắm ha thí dụ Hồng Kông là ngày xưa nó bị bị HCC nhiều lắm bị cái ung thư gan nhiều lắm nhưng mà người ta có chương trình tiêm chủng quốc gia tức là người ta tiêm chủng sau 10 20 năm sau thấy cái tỷ lệ ung thư gan nó giảm xuống tại vì người ta giảm cái B thấy không ta rất là hay cái chương bây giờ mình có chương trình này rồi nhưng mà nó còn chưa có mạnh chưa ở nông thôn thì chưa có rõ thấy không ở thành phố thì rõ rồi tất cả những em bé đều là chích ngừa B hết nhất là mẹ bị bị chích ngừa B hết nha để có chương trình tiêm chủng quốc gia mới được nè người ta nhiễm C nè là đây Tây Ban Nha nè tức là mấy cái nước tân tiến thì nhiễm C nhiều phải không người ta thấy là C viêm C CVC có thể viêm gan mãn người ta không thấy cấu trúc di truyền của C trong ung thư gan tại sao vậy tại vì C cái cấu trúc gì cấu trúc của nó là RNA đúng không nó không phải DNA nó có nhập thâm nhập tế bào đó mà người ta thấy là có thể nó ghi nó hay ghi viêm gan hoại tử mãn tức là nó gây cái hoại tử gan rồi mau sơ gan lắm rồi sơ gan có thể theo tư gan người ta nghĩ như vậy cái quá trình đi như vậy tức là viêm gan hoạt động sơ gan ung thư gan còn cái này nó, 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 tấn công tế bào gan thực sự luôn đó cái này nó làm viêm gan thực sự luôn còn cái này nó cũng làm viêm gan nhưng mà nó hoại tử gan nhanh lắm làm nó sơ gan nhanh ung thư gan đó mình thấy là cái 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 nước mấy cái nước mà tân tiến thì nó bị cái này nhiều nó bị c nhiều không tại c là là gì c là nó lưu hành ở trong cộng đồng những người đồng tính đúng không mình khoa học mình nói vậy ha chứ không phải mình 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 chia vậy đó nhưng mà mình nói lưu hành trong đồng tính nhất là nam ha đồng tính bị cái này nhiều lắm bị rất nhiều mình, mình vô rồi mà thật sự mình là gì là gì đó à, uh, monkeypox đúng không là cộng đồng nam giới nhiều đúng không? đó mình có cái 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 đòi sự đó thì mình thấy là ở nước ngoài cái LGBTQ họ phát triển nhiều lắm, phát triển mà là tai hại thấy không? Thì là bị cái này nhiều, chưa kể những bệnh khác, những bệnh về về uh, gì đó, bệnh lây qua đường tình dục đúng không? Rất nhiều ha, đó thì mình thấy đây rất nhiều, bên Mỹ rất nhiều, Và nhiễm C. á, đó. Tất nhiên là nó nhiều mà không nhiều bằng mình mà tại nó trong cái cộng đồng đó thôi còn mình là trong dân số rồi và ngoài ra còn có sơ gan có mối liên hệ người ta thấy sơ gan cho rượu rượu thì cho nhiều nhưng mà nó trễ thường ta uống rượu phải vài chục năm ta mới sơ gan vì nào uống rượu có chứ có ha nhưng mà nó cái nó trội b nó trội hơn à. người ta phẫu thuật tử thi thấy sơ gan cho rượu thì có tỷ lệ ung thư là 10% phần trăm chứng minh hết nhưng người bị 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 chết người ta phẫu thuật tử thi thấy có cái này rồi, ngày xưa ta nhắc tới vấn đề aflatoxin là một cái độc tố do cái nấm aspergillus, uh, không? Thì nó 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 tiết ra thì ở những vùng mà uh, cái thực phẩm mà ngũ cốc mà bị mốc á, thì có nấm này mốc cho nấm này thì nó dễ bị cái uh, aflatoxin cao thì thấy có liên hệ. Nhưng mà giờ ta ít nhắc tới vai trò lắm, ta nhắc tới vai trò gì? Nhắc tới vai trò viêm gan siêu B, viêm gan siêu C và sơ gan rượu sơ gan do nhiễm mỡ sơ gan do không do nhiễm mỡ vân vân, nhiễm mỡ gan đó ta sợ cái đó mình biết ha mình mới hiểu căn nguyên rồi mới biết là đây mình thấy cái bảng người ta thống kê ha đây là những cái dân số bệnh nhân mà có những nguy cơ cao nhất trong ung thư gan là cái gì thí dụ bệnh nhân nhiễm b thấy không nó nhắc lại nhiễm b thấy không thấy là cái tầng gì đó cái tần suất nhiễm là trăm một năm thấy không người nhiễm B1 không sáu năm một trăm tức là một ngàn người có sáu người bị vậy đó ha nhiều quá ha cũng nhiều ha thí dụ đây Nước là ở ở châu Á nè đàn ông châu Á thấy không châu Á mình nhiễm nhiều lắm đàn ông đàn nữ châu Á thì cũng tương tự nhau ha đó đúng không đó. còn những cái đó thành ra những cái trường hợp này mình hiểu là nó nè B là carrier nè là cái người mang vi trùng nữa không đó mang vi trùng thì nó tăng thôi người ta không chưa rõ nó tăng thôi ha mình thấy cũng là tăng thôi đó rồi đúng không đó, mình thấy ha mình thấy nhưng mà nếu chịu bệnh nhân bị mang B mà có sơ gan thì nó tăng tới 8 phần trăm tần suất hiện 8% là cái nguy, nguy hiểm không Tức là B mà cộng sơ gan rất nguy hiểm ta thống kê là nào không B mà cộng sơ gan mà cơ C sơ gan tăng khoảng 5 phần năm tức là cái cái, cái tần suất bị mắc bệnh đó nó năm 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 là nhiều ha đó mình để ý, ha nhân dân số mình em chạy bao nhiêu người thì em tính ra biết bao nhiêu nha yeah. rồi như vậy thì cái bây giờ mình mới hiểu diễn tiến tự nhiên nếu ung thư gan không điều trị thì sống khoảng 4-6 tháng tới là mình phát hiện nhưng mà không có điều trị gì hết thì sống khoảng 4-6 tháng rồi nếu mà ung thư gan nhỏ nhỏ bây giờ nhỏ ta kích là 2 cm nhưng mà người chưa kích nhỏ là 3 cm là sống 1 2 3 năm nhỏ thì sống lâu hơn là 90 phần trăm 55 13% suốt bực 3 năm, trung bình khoảng gần 1 năm ha. Cái điều cực này quan trọng nè. Người ta thấy là ung thư gan lớn gấp hai lần là trong thời gian từ 1 đến 3 tháng tới là nó tăng thể tích đó, từ 1 lên 2 cm khoảng đó thì là từ 1 đến 3 tháng. Sao biết nó lớn gấp hai lần? Sao mình đâu có sợ nó sao biết? Là hình ảnh nó học. Đúng không? Ví dụ tôi siêu âm tôi thấy ở bữa tháng này nó vậy tháng 3, tháng sau nó gấp đôi là tôi đo trên siêu âm hoặc là đo trên CT đúng không các điện các lớp đó. thì như vậy thì người ta sẽ siêu âm tầm soát những đối tượng này mỗi 3 tháng để phát hiện ung thư gan nhỏ ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao về viêm gan suy vi mãn sơ gan đúng là mình nói học xong á những người nguy cơ cao là những người viêm gan suy vi mãn BC mãn hoặc là sơ gan thì nhóm này là nhóm nguy cơ đúng không mình học cái vừa cái bản hồi nãy mình thấy đó nguy cơ như vậy thì ta thường tầm soát mỗi 3, 6 tháng Nhưng mà Mỹ ấy, tầm soát là 6 tháng Phát độ của Mỹ là 6 tháng hết Nhưng mà ở Việt Nam mình là 3 tháng Đúng, tại vì 3 tháng mình thấy Có thể tìm ra được, tại nó, nó phù hợp nè Lớn gấp 3 lần thế nhưng mà Mỹ nó phát hiện 6 tháng Tại vì người ta cũng thống kê thấy Cái tỷ lệ nhiễm của bệnh nhân Tầm soát 3 tháng và tầm soát 6 tháng Tương tự nhau, không khác biệt Thì đang tầm, tầm soát 6 tháng đỡ tốn tiền Nhưng mà ở Việt Nam mình thì nó có thuận lợi là Siêu âm nó không cắt tiền lắm, dễ thực hiện lắm bên Mỹ thì muốn siêu âm em phải, em phải hẹn hẹn bác sĩ siêu âm riêng phải chờ mà một siêu âm rất mất tiền đúng không chứ không phải rẻ như mình đúng không đó thì lúc mình mình, mình mình, cũng, cũng có những cái lợi đó làm tạm là ra, mỗi ba tháng như chương trình của bệnh viện nhiệt đới mấy em đi nhiệt đới thấy là chương trình tầm soát ung thư gan của nhiệt đới là những đối tượng bị nhiễm B và C sơ gan tầm soát siêu âm mỗi ba tháng đúng không ta, ta hiện phát hiện nhiều trường hợp lắm đúng không đó ba tháng à phù hợp tôi thấy phù hợp tại vì theo cái bệnh sinh của nó đó là 3 tháng lớn gấp đôi thí dụ bây giờ tôi xem đầu tiên một tháng tôi mắt tôi kém tôi không thấy nhưng 3 tháng sau lên hai cm tôi thấy không xong thấy nếu không tôi, tôi không thấy là mắt tôi quá tệ hay là tôi đi học lại đúng không tại vì đó là nó là chẩn đoán để điều trị mà đâu đâu có thể sai sót như vậy được đúng không đó mình phải nói thẳng như vậy hiểu không tức là nó cho phép mình khi ba tháng thì nó rõ rồi thì tôi phải thấy nhất là ct tôi phải thấy nha yeah. rồi hiểu hiểu cái 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 tầm soát chưa tầm soát nó quan trọng để phát hiện gì phát hiện ung thư ung thư sớm ung thư nhỏ ung thư nhỏ nè sống lâu hơn nè ung thư nhỏ thì khả năng điều trị nhiều hơn chứ mình coi đúng không khả năng điều trị rất nhiều nhiều khả năng điều trị triệt để đúng không còn nếu mà lớn thôi là mình không không có làm điều trị triệt để được điều đây theo ung thư gan mình hướng dẫn nè của ha của mấy cái à, đây của hiệp hội hoa kỳ nè cái này là của apaso là của châu á thái bình dương nè của hiệp hội ung thư gan hoa kỳ nè của liver nè, hình ảnh học liver nè. và cái này của châu âu thế nào đó thí dụ không toàn là bệnh nhân sơ gan nè bệnh nhân sơ gan không à không có thể nhiễm bc ha đó thấy không bệnh nhân sơ gan tức là bệnh nhân sơ gan đứng đầu hết đúng không đó nào đây nó còn thâu thêm là bệnh nhân cái bị gan nhiễm mỡ nữa không đó những cái bệnh nhân những cái bệnh nhân này là bệnh nhân phải theo dõi đúng không đó, theo dõi vậy nè nước ngoài nó, nó theo dõi nè mỗi 6 tháng nè thấy không nó 6 tháng à không đó, đó thấy không đây dù như bệnh nhân có cái, một cái nốt người ta thấy được rồi ta mắt ta kẹt tốt ta thấy dưới một cm thì mỗi 4 tháng ta làm nè, ta, ta, ta theo, dõi sớm hơn có nốt là bị sớm hơn thấy không còn chưa có nốt là 6 tháng đúng không đó mình hiểu là những đối tượng nào mình thấy rõ đối tượng mình thấy không sơ gan bc là chính đó đó hoặc là sơ gan do gì do rượu vì có thể là nhóm này hay là nhóm không sơ gan thì đỡ hơn nha đó, mình để đọc bài tức là cái tầm quan trọng người ta là theo dõi ung thư gan gì ghê lắm tầm soát bằng cái này chỉ bằng cái gì bằng theo siêu âm và có thể cộng thêm fp siêu âm siêu âm siêu âm, siêu âm. tầm soát xuyên trình siêu âm siêu âm chứ đúng không siêu âm đây là một tầm soát là, là đối tượng này cứ ba đi xem lần screening là tầm soát ha đó thì ta tìm fp thêm fp có thể thử thêm fp nữa không và đối với các phát độ của nước ngoài thì là 6 tháng nhưng mà ở, ở việt nam mình ở nhiệt đới việt nam mình là ba tháng là phù hợp với cái bệnh sinh của này hơn biết thêm chút là ung thư uh, gan nó khuyên nướng xâm nhập trên mặt cửa tức là ung thư nó vào trên bên cửa rồi đường đó nó di chuyển đến các cái chỗ khác nó tạo ra di căn trong gan nha khi mở cái cửa thì nó vô cái cửa nó nó chịu nó từ gan trái qua gan phải từ hạ văn thủy số 5 hạ thủy số 8 gọi là di căn trong gan tính từ nó gọi nha gan trong gan và nó, nó xâm nhập các cái hệ thống tuần hoàn thì nó di gan ngoài gan thí dụ như ung thư gan ít xâm nhập từ đỉnh mạch gan ít xâm nhập từ mạch chu dưới ít xâm nhập đầu mạch gan nha. nó xâm nhập tới mấy cửa là chính thành ra nó di căn ở trong và ngoài gan nhưng mà từ nó cửa nó về đâu thì mấy cửa nó về ở tỉnh mạch trung tâm về tỉnh mạch gan bơm lên vậy chủ chủ bơm lên tim đi khắp khắp nơi thành ra cái di căn ngoài gan gặp nhất là phổi ung thư, gan hay là phổi nó bơm lên mà nó bơm lên tại hệ tuần hoàn phổi hạch trong bụng di căn ổ bụng Đúng không à, trong phúc mạc tuyến thượng thận gần đó xương não hiếm thêm, nhưng mà nhiều nhất là mình gặp ở phổi và hạch hay đi căn ổ bụng ung thư, gan rơi chỗ ổ bụng mình có cái này đây mình nhìn cái hình ung thư gan mình hiểu giai đoạn cũng khá trễ ha đây u thư gan đây mình thấy khu mình xẻ ra ha u thư gan đây hả à. khá lớn ha khá lớn coi như cái này kéo cắt gan phải này khá lớn ha ung thư gan này chắc cũng phải 10 cm khá lớn như mình thấy là quá chậm ha thì đương nhiên là khi nó có vậy thì nó đã xâm nhập vào cửa mình đã có di căn rồi di căn vi thể rồi mình cũng thấy nhưng mà khi mình mổ xong vài tháng sau nó lại tái phát bên kia bởi vì nó đã có di căn vi thể nha đúng không nó xâm nhập mà nó càng lớn nó càng xâm nhập nhiều rồi bây giờ chẩn đoán ung thư gan và đánh giá giai đoạn ha, thì mình thấy rằng triệu chứng thay đổi và đó triệu chứng người ta hay, hay gặp nhất mặc dù nó cũng không gặp nhiều hay gặp nhất là đau bụng trên phải như em này nói đúng đau bụng trên phải đau bụng cái vùng gan á đau sao đau mơ hồ đau nặng lý do đau tại sao nó đau mà đau không phải là triệu chứng sớm bị đọc bài rồi y ba rồi có xe gan đau không quá đau tại sao sốt lại đương nhiên nhiễm trùng ha, đúng rồi chính xác ung thư gan nó đau chẳng qua là bởi vì nó làm căng cái bao clip xong đúng không cái xong là lãnh phúc mặt thành nha chứ không phải tạng nha thì nó nứt đau hay là nó xâm nhập ung thư gan nó ở bề mặt nó không lớn nha ở, ở bề mặt gan nó xâm nhập cái bao cái sông thì nó đau thì là mình chỉ có triệu chứng thôi đau như vậy thì nếu nó nằm ở trong cái gan mà nếu nó làm đau mà căng bao cái sông thì nó phải lớn đúng chưa nó phải kích thước nó phải lớn nó lớn nhanh nó mới làm căng chứ mới tức chỗ này người ta mới đau tao tới kiếm mình đúng không thì không phải sớm nữa thì đừng có chờ đừng có chờ triệu chứng này triệu chứng này á là triệu chứng quá trễ rồi không phải sớm nữa đau là trễ rồi may lắm ví dụ người ta bị cái nốt nhỏ là người ta đau đau do nó thâm nhập cái băng huyết xong thì nó đau thì là nó nhọn nhỏ chứ không nó lớn lắm ha rồi triệu chứng không đặc hiệu thấy chưa đây nè ung thư gan nhỏ thường không chưa có triệu chứng đúng không nhỏ quá mà nó nằm giống nó, như xin lỗi giống như, như, như cái bánh mà có cái nhân ở trong thì nó sao nó đau được như vậy thì được phát hiện về tầm soát đó mình thấy vai trò quan trọng tầm soát tại vì giai đoạn trễ đó đau bụng khó thở suy nhược vàng da như em mình hãy nói đó tức là giai đoạn gì bị suy gan Đúng không hay bị chèn ép rồi có 14 phần trăm sợ được khu bây giờ người ta sợ, được ít người ta sợ được còn ít hơn nữa ha người ta sợ được còn ít hơn nữa phải không rồi khi có, có, trường hợp xuất huyết nữa u gan ở cái cái bề mặt gan nó xuất huyết thường thường ở nam nè mà tự nhiên ông này bị sốt huyết nội mà không có chấn thương gì hết có trường ung thư gan à, nó 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 vậy đó không nhân không có bệnh cảnh xuất huyết thường đỡ nam nữ thì có thể bị bị xuất huyết do do khác phải không à, còn nam thì chỉ có không chấn thương thì do cái này vàng da khi có suy gan hoặc là chém đường mật u chém đường mật rồi tăng áp trên bị cửa tức là bệnh nhân có suy gan tăng áp thì bị cửa thì có thể gây suy tiêu hóa dị dạng quản mỡ thịt quản tức là nói chung là bệnh cảnh gì bệnh cảnh của suy gan bệnh ảnh của sơ gan tăng áp cho mình cửa đúng không bệnh cảnh nè tá thì mình cửa nè bệnh cảnh của suy gan nè bệnh cảnh của uh, hội chứng cận ung thư nè tức là là triệu chứng mơ hồ mà chỉ nếu giai đoạn này giai đoạn gì giai đoạn quá trễ xuất huyết giai đoạn trễ rồi giai đoạn mình bệnh nhân tới mà vàng da cổ trướng tức là acid làm sao mà sớm được đúng không quá trễ ha tức là mình gặp thường thường giai đoạn trễ đó. Chứ rồi cái bản là sao nó, 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 nó nhảy ta nó hình này ta Cho, ch 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 chỉnh chỉnh uh, mà nó nhảy ha Đây, đau hoa sườn phải Thấy không Ở thống kê được là 7-80% Tức là dở ha Mình thấy là vậy là tâm giờ tới mình viện đau sườn phải là dở là Sụt cân Là 70% Đi đoạn cận với cận thư quá trễ rồi Yếu sức Đó. Chán ăn và bên trong đây là hội chứng cộng thư cái nào cũng có ha. Rồi nè, khối u mà nhân thấy nè, chỉ có khoảng 3,2% thôi nhảy kỳ ta rồi khối u bệnh nhân thấy chỉ có 3% đã thấy thấp không rất thấp ha ỏi máu thì đương nhiên cái triệu chứng này là không quan trọng đây triệu chứng mình thấy là triệu chứng quan trọng là cái gì đau sườn phải 80% mình mình còn triệu chứng này sụt cân chán ăn là hội chứng cận thư bệnh nào cũng có đó ung thư dạ dày đại tràng gì cũng có hết thấy không dấu chứng thấy cái gì dấu chứng lâm sàng gan to 95% để 72% gan to thấy chưa tức là sao bệnh nhân này sơ gan phì đại gan to hoặc là bệnh nhân có khối u gan làm cái gan to ra đúng không nó chiếm thể tích gan làm gan to ra ha à, gan to do cái cái thể tích gan Đấy, tác giả này lên tới 95 100, một một thống kê bệnh nhân người thấy bảy mươi bán bụng 50 mươi con này có 10 tùy ha bán bụng đó, vàng da vân vân triệu chứng gì phù tri, chi triệu chứng là gì triệu chứng cổ suy gan Đấy, phù chi tù hoàn bằng hệ nào là sơ gan đúng không đó triệu chứng di căn vân vân đó thì mình biết là mơ hồ ha đau ở xương phải gan to hết đây triệu chứng gì triệu chứng của sơ gan bắn bụng suy gan tức là bệnh triệu chứng của bệnh gan kèm theo mình thấy không? bệnh, bệnh sinh học là cái gì bệnh nhân bị viêm gan sơ gan rồi mới thành ung thư gan thành ra mình có triệu chứng của sơ gan là là nó bụng là nhiều đúng rồi ha bệnh nhân bị suy bị à, bị ung thư gan thường thường 80% phần trăm có gì có nhiễm B hoặc C phải không và 80 phần trăm có sơ gan nhớ câu đó ha nó, 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 cao vậy đó nó kèm theo vậy đó rồi đây những bệnh cản lâm sàng thay đổi tới làm mình thống kê thấy những bệnh cản lâm sàng mình gặp ở bệnh viện bệnh dân là đau sườn phải có khối u bây giờ hết gặp rồi ít khi gặp lắm đau sườn phải thôi ít u khi, khi có lắm ha phát hiện tình cờ siêu âm cái này bây giờ là hay gặp nè là giai đoạn chưa triệu chứng ha chứ là chưa có triệu chứng gì đó phát hiện tình sớm tức là bây giờ bệnh nhân đi khám bệnh nhân đi đã điều trị CVB, CVC nhiệt đới người ta đi phát hiện ta đi đi uh, siêu âm mỗi ba tháng người ta phát hiện ra cái u người ta gửi qua bệnh viện bệnh nhân. tức là giai đoạn chưa triệu chứng không đau gì hết phát hiện hoặc là bệnh nhân đi một bệnh gì đó bệnh nhân bị mệt đi đâu đi siêu âm thấy cái u này tức là bệnh nhân gì phát hiện tình cờ ha rồi hoặc giai đoạn giai đoạn, đoạn suy kiệt chắn ăn nè toàn phát này, ha suy gan của trướng là giai đoạn gì suy gan vàng da vậy là do suy gan hoặc chèn ép tuyến tọa suy huyết nội bệnh cấp cứu đúng không hoặc là di căn tới cho trường hợp di căn là, là thua rồi em mờ là không có làm gì được hết hoặc là cái hiếm lắm có một số trường hợp nha sốt do ung thư gan mà hoặc là giai đoạn chót do ung thư gan có nhiều trường hợp rất là lạ nha là bệnh nhân có một trường hợp có một khối u mà rất đau sốt rất đau cứ chẩn đoán là u áp xe gan ha đó rồi nhưng mà sau một thời gian mình mới thấy là nó là bệnh nhân có những cái dấu hiệu mà mà làm CT scan nó là điển hình của một cái ung thư gan cái này hiếm lắm nhưng mà nó cũng xếp cái bệnh cảnh có gặp nha gặp trường hợp này ha thì mình cứ nhớ là hay gặp đau hay xương phải hoặc là siêu phát hiện tình cờ hoặc là những bệnh cảnh à, của sơ gan rồi như vậy trước bệnh nhân mà bị bị uh, bệnh ung thư gan thì mình sẽ làm xét nghiệm gì phải làm xét nghiệm chức năng gan tất nhiên ha khi gan trong đó công thức máu mình biết rồi gan là cơ quan tạo huyết thì nếu mà bị sơ gan thì bệnh nhân có kèm theo gì giảm và bạch hồng cầu là chính giảm tiểu cầu là chính đúng không bạch cầu có thể giảm bệnh nhân có bị nhiễm b không và c không mình biết hai cái này nhiễm tới tám và chức năng gan mình có bản xếp lại chai put, đúng không giống như sơ gan của bên nội khoa đó bản xếp lại chai ha là bản này phải học phải học bản xếp chai put bây giờ người ta làm những cái uh, xét nghiệm cũng không mới lắm nhưng mà nó 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 phù hợp là tỷ lệ ứ động um, cái chất endocyanin green sau 15 phút à, à, à ICG retention 15 phút à, tức là ứ động để tự thì đỡ động trong 15 phút tức là người ta bơm vô cái chất này xanh như người mình ra ta đo lại sau 15 phút thì dù nó còn lại trong người mình 10% là tốt 15% là tốt trong 15 phút còn nếu mà nó nó còn nhiều hơn chứ còn bao bốn chục tức là cái gan yếu rồi, nó không thải được chất này đúng không? Nó còn ứ động lại, ứ động càng ít thì gan càng làm việc tốt. Đó à, ta đánh giá. Đây quan trọng để lựa phương pháp thuật. Ví dụ cái ECG A15 này nó lên tới ba chục trăm, người ta không cắt gan lớn được, gan xấu quá. Ngoài ra xếp loại chai nữa biết chứng năng gan đúng không còn thử chứng năng gan nữa nhiều yếu tố lắm đúng không đó. À, chứng năng gan ví dụ thử gì thời gian của Ina INR đúng không học bài phải học bài gan lại xử lý lại đúng không chức năng gan có cái gì làm đó albumin đúng không chức năng gan có nhiều lắm chức năng tổng là albumin còn bao nhiêu thì trong đó có chai put, thì biết chai put rồi ha nó có xếp vào đó em biết chức năng gan rồi tất cả u mình có chất chỉ thị ha cái nhóm mà casino tức là ung thư biểu mô á là mình có cái chất chỉ thị u hết đây thì chất chỉ thị là alpha fetoprotein là một chất đã nó trong bào thai ấy, khi mình mình có thai à, em bé trong bụng mẹ thì nó tăng lắm Nhưng mà sinh ra thì nó giảm và khi mà trưởng thành nó giảm thì tỷ lệ nó là bình thường Giá trị bình thường nó là dưới 20 nanogram tức là 1 phần tỷ gram ha trong 10 ml và nó đặc hiệu trong 7 80 phần hợp để phát hiện à, ung thư gan hay ung thư tái phát 7 80%, 80 thôi nha chứ không phải 100, 100% Đó thí dụ nó tăng 2 à, 200 nano trong 75% các trường hợp và nếu u càng lớn thì nó nó tăng Thí dụ như u là 5 cm thì 75% nó tăng trên trăm nano nhưng mà nó không chính xác nha mỗi thống, mỗi thống kê nó khác chứ không phải là thống kê nào cũng đúng mình biết cái khoảng đó thôi càng lớn thì nó càng tăng thôi chứ còn không không chính xác biết là tăng hơn tức là bất thường bây giờ nhưng mà nếu kỹ nó có tăng giả nha nó 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 AP nó, nó không nó không ung thư gan mà nó tăng trong trường hợp viêm gan cấp bệnh gan mãn sơ gan di căn gan thì nó cũng sẽ tăng rồi bây giờ bây gần đây người ta xài cái fp 3 là một cái dạng phân tử của FP và một cái một cái là PK là cái à, cái xét nghiệm này thì chính xác hơn ha. Tức là một cái yếu tố mà kháng vitamin K nè, hay DCP nè, à, là một cái chất mới ha, thì nó nhạy hơn, ta thấy nó độ nhạy hơn nha, độ nhạy hơn. Mình sẽ à, và xem trong phần xét nghiệm ha. À, bây giờ nói chung là sách đề cập IP nhưng mà giờ gần đây người ta có cái xét nghiệm IPL3 và PIVK để người ta sẽ cho cái cái xét cái xét nghiệm nó uh, nhảy hơn trời ơi kỳ ta nhảy đây chưa chỉnh qua mình phải xếp loại sức khỏe bệnh nhân theo cái 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 hiệp hội uh, uh, nhóm ung thư ha sức khỏe bệnh nhân về mấy em chỉnh lại qua bên Tiny Roman ha kỳ ta đọc kỳ rồi đây mức độ gì đó sức khỏe bệnh nhân là performance status hay là physical status PS đó thì là hoạt động không hạn chế nè cuộc sống bình thường tức là tao tôi vẫn nhảy nhót bình thường ha tôi vẫn chơi thể thao bình thường đây hạn chế những hoạt động những thể những hoạt động nặng ví dụ tôi tập tạ không được ví dụ hay tôi khiêng cũng được Đúng không Dịch, à, hoạt động nhẹ bình thường thể lực bình thường Đúng không rồi hai là bắt đầu tôi yếu rồi nha không thể hoạt động hoặc là phải nghỉ ngơi tới năm phần trăm thời gian yếu rồi ha yếu rồi à, đó hoặc là đi không giới hạn chăm sóc toàn thân rồi nằm tại giường trên ba thời gian rồi yếu yếu quá rồi này chớ chết thì thôi làm những người ta tiếp loại này làm chi người ta chỉ phẫu thuật cho bệnh nhân ps tức là sức khỏe tình trạng sức khỏe đó không một hai là người ta hạn chế rồi đúng không rồi mình đánh giá quan trọng nha đó, rồi đánh mình biết đánh giá sức khỏe bệnh nhân ha rồi đánh giá bản đây bản này cũng giống vậy số bệnh nhân theo tác giả theo cái thang điểm của Zipro và thang điểm của Canovsky của Liên Xô nó vậy đó đã thấy cũng giống giống vậy ha giống giống vậy thế là nằm tại giường và vân á à, số mỗi số mấy không không một hai ba bốn năm ha giống vậy đó bản kia rồi đây là bản uh, Chaput, ha đúng không bản xếp lại Chaput biết rồi mình có năm uh, cái thông số mà trong đó có ba cái hai cái thông số về lâm sàng thế bệnh lý não nè bán bụng nè và thông số bilirubin nè albumin nè tôi biết là chức năng gan thấy chưa khi mình đánh giá thì làm đánh giá được chức năng gan của mình dù đây không mình đã não là tỉnh táo trung bình tức là hơi hơi chậm chậm còn cái này nặng là sao lơ mơ bệnh lý não á còn bán bụng là sao không có trung bình tức là nó vừa vừa thôi kiểm soát được còn nặng là bụng bán bự là c là ba điểm thấy không cộng vô ở bilirubin đó vàng da là, là là kỹ lắm nha hoặc là có vấn đề gì là mới vàng da phải không tắc bật gì đó hay là suy gan gì đó albumin chức năng albumin ha phải trên 3,5 năm mới là là điểm điểm a phải không hoặc là thời gian protein dưới 4 hoặc là ene phải dưới một phẩy nha thì mới được nha đó thì đây loại a năm số điểm là gan nhẹ trung bình nặng như vậy tiếp loại như vậy những bệnh nhân này a có thể làm nặng được có thể phẫu thuật được b là phẫu thuật nhẹ c là không có phẫu thuật đó người ta xếp loại vậy đó cũng như cái này nếu bệnh nhân là thể trạng không hoặc một phẫu có thể cắt căng lớn được hai không cắt căng lớn từ tay người ta sao người ta hoạt động không thể làm thể lực nặng được yếu rồi đúng không yếu rồi đó tức là mình phải biết là bệnh nhân phải có thể trạng tốt và chai bút AB thì mình a, chai bút a thì mình, mới cắt căng lớn được bi là mình đã bắt đầu mình hạn chế rồi bản này quan trọng ha rồi để bạn xếp loại của bây giờ mình có hình ảnh học biết rồi chẩn đoán những cái bệnh học mình học từ đó giờ là mình học bài gì bài ung uh, thư đầu tụy vi đường mật chẩn đoán bằng gì hình ảnh học quan trọng lắm nha tất cả về hình ảnh học rồi siêu âm phát hiện u gan một cm thế có thể mình th sót ha mình xót như vậy thì mình phải đó nhưng mà nếu u gan dưới năm cm thì người ta thấy được 92% có thể thấy sơ gan tá táo thì cửa vân vân nhưng mà chụp các lớp điện toán là hệ đến học chọn lựa nha chọn lựa nha rồi tức là tất cả mà như muốn chẩn đoán ung thư gan là phải chụp CT scan chụp các lớp điện toán có cản quan ha bốn thì mình coi hình nha hiểu rồi tại vì nó có thể phát hiện u gan 1 cm các chi căn ngoài gan ví dụ chi căn phổi với cái hạch mình thấy hạch đầu bụng thấy đánh giá nhiều đoạn được và đo thì tích gan còn lại tức là nhiều cái ứng dụng đó lắm mri sao cũng giống vậy luôn chính xác cao cũng tương tự vậy mất tiền hơn người ta không cần làm mri tức là xét nghiệm này không được làm cái này, này còn ct scan đủ rồi nha yeah, đủ rồi xét nghiệm chụp bệnh máu ngày xưa ta làm bây giờ bệnh máu chỉ dùng để phát hiện tắt trên mạch cửa chưa hoặc là ứng dụng để làm tắt mạch chứ mình coi hình chứ không giờ tao không chụp nữa chụp nó xâm hại quá chụp chi CT được rồi nội, nội soi bụng trường hợp mà người ta phẫu thuật nội soi cắt gan á thì người ta phải nội soi bụng để xem có di căn ở bụng chưa tại vì sao CT nó không thấy di căn bụng như cái nút nhỏ thì người ta phải nội soi để người ta chẩn đoán lúc mà người ta mổ nội soi nhưng mà cái này cũng cũng ít ứng dụng ha theo sinh thiết kim đứng hàng số 6 sinh thiết gan á tại sao vậy ct qua hướng dẫn xem CT chỉ định khi chưa chẩn đoán được u lành u ám tức là tôi làm cái gì tôi thấy bệnh nhân có lâm sàng vậy ha có nhiễm b đủ hết tôi làm ct tôi thấy không rõ Đấy không thì tôi phải làm ct kèn còn nếu không nếu rõ thì không ct kèn đây rõ một CT kèn CT scan có thể chẩn đoán được trên 90% các trường hợp ung thư gan. Không cần giải phẫu bệnh lý nha. Rồi. Như vậy dưới 10% còn lại chưa rõ thì tôi không biết là cái loại gì tôi sẽ làm cái xin thiết gan mình coi phát đồ chẩn đoán của người ta đây là hình siêu âm ha u gan thì quá rõ này ha u gan có hại tử đây có dấu halo u gan ha u gan Hơi u gan trên cách là mình toán đáng đáng coi nè, mình mình sẽ chụp hình 4 thì. Thứ nhất là thì không chuẩn bị tức là không có bơm thuốc gì hết. Số 2 là thì động mạch, Thấy động mạch không? Động mạch chủ bụng nó hiện lên ha. Thì thấy ung thư bắt thuốc nè. Ở đây là vùng nó không bắt thuốc là vùng hoại tử nè. Và thì này là thì tới mạch cửa cho là nó nó thấy mất thì này không? Mạch cửa tức là mấy cái mạch máu nó hiện lên nè. Thì cái cái vùng này nó giảm thuốc nè. Giảm thuốc so với mô gan đúng không? Nhìn nè. Hả? Và hình và thì số là thì chót tức là thì thải hết thuốc rồi thì mình thấy cái này nó vẫn giảm mật độ ha giảm mật độ đó à, anh thấy hình này khác không hình này khác không hình này nó vậy ha hình này giảm mật độ nè so với mùa gan còn lại thì nó gọi là là nó gọi là tăng âm tăng quang tăng quang mới đúng tăng quang thì động mạch và thoát quang thì cái mặt cửa ha? enhancement ha? và và cái thì thoát quang nó nhìn ra giữa là wash out rồi là rửa không rửa thuốc nhưng mình dùng chỉ thoát âm đi ha cho nên hay đây Hãy nhớ kỹ nha nó có bốn tiêu chuẩn của cái này lúc nào ta cũng sách cũng viết hết như tăng quang thì động mạch tức là cái cái bọng thư nó bắt bắt thuốc cản quang đậm hơn cái mô gan này này cũng chưa chưa đẹp lắm giờ nó đẹp ha rõ và cái hình nó thải thuốc thế cái mô gan này nó mô ung thư này nó kém cản quang hơn cái gan còn lại không gọi là thoát quang thì tĩnh mạch cửa đây là tiêu chuẩn về đọc cái này nè ha nó có giải thích bốn thì thứ nhất phải chụp bốn thì không sửa soạn thì động mạch thì tay mạch cửa và thì mau mạch thoát cái thuốc Thuốc thứ vẫn còn kém nè thấy không kém ở mô gan nè thấy hình hình này nè thấy nó vẫn nó, nó đều cái này nó nó, nó thoát xong nó kém hơn thì mình hiểu là đây là ung thư tế bào gan ha? ung thư bị mô tế bào gan không cần làm xét nghiệm gì khác hình cộng hướng từ cũng giống như luôn cũng tăng quang thì động mạch và thoát quang thoát từ chứ phải không tăng cản từ thì động mạch và thoát từ thì thoát cái thuốc cản từ đó, thì tĩnh mạch giống vậy luôn đây là mình làm một cái ứng từ hiểu không cộng từ đây đó đây là mình làm thêm một cái cái cái, cái thì động mạch Thấy không đó thì mình thấy là đi động mạch nè thuốc đi đây và thì tĩnh mạch nè đó thì mạch này thì mạch cửa nổi lên á đây là cổng từ ta làm cái chụp cộng hưởng từ với gadolinium để, để xác định đây là một trường hợp ung thư gan ha hình ảnh của cộng hưởng từ rồi khó đọc hơn là của uh, siêu âm nhưng mà để đọc là chắc định nha tôi làm cái này rõ chưa rõ tôi làm cái này Thấy không rồi chưa rõ chưa ra tôi mới xin thiết gan nhớ kỹ nha rồi đây là chụp điện thoại các lớp mình thấy một cái một cái u đúng wow. không đang chảy máu dịch máu nè u nè trên mặt bị mặt gan u trên gan nó mới chảy máu được u này không lớn lắm nhưng mà ở trên mềm mặt gan nó sẽ gây đau và nó sẽ bị dễ chảy máu nó vỡ nó vỡ ra ngoài cái máu đây người ta mới chụp động mạch ta luồn cái ống lô vô động mạch ta chụp cái động mạch gan và người thấy để cái vùng để, đó, để đồ, đồ gan nó phát thoát thuốc nè Đấy không thoát chút xíu thôi này là thoát lâu ngày nó mới có dịch máu nè thoát thuốc và người ta dùng cái cắt cái mạch máu này để nó nuôi cái cái này đó là người ta cầm máu được và người ta tắt mạch đó là tắt mạch hóa trị chứ mình học cái bài Tase đó là vậy đó Tase sẽ là trị tức là người ta sẽ luôn cái ống vô đây thấy mạch máu nuôi đây không tắt mạch máu nuôi này để thì u nó bị hoại tử ha đó mình hiểu cái đó ha đây là chụp mạch mạch chụp mạch và tắt mạch nha đây là PET scan hay là mình gọi là chụp và phát xạ positron tức là cái cái cái, cái, cái tia phóng xạ positron tia positron ha đó tức là chụp và phát xạ chụp các lớp phát xạ uh, positron để tìm cái ung thư thí dụ bây giờ tôi bệnh nhân này ung thư mà tôi thấy biết sao nó ung thư này nó bệnh nhân có vẻ không phù hợp với lâm sàng thì tôi mới làm một cái PET scan để làm nó nó quét toàn thân mình là dựng hình cho mình nè thấy ung thư gan và có một cái nốt ở xương chậu đây nút xương chậu người ta làm cái hình kỹ hơn người ta thấy di căn xương chậu thấy không bình thường CT mình thấy mà PET scan mình mới thấy tức là những trường hợp mà di căn xa trong xương chậu xương sườn người ta ta làm PET scan thì làm cái phát xạ PET mày biết thêm ha ung thư tụy ta cũng làm ung thư khác ta cũng làm để tìm cái chỗ di căn khác thấy không tôi tôi thấy ủa xong bệnh nhân này phẫu thuật rồi hay là bệnh nhân làm gì mà nó không có xuống không có xuống cái cái chỉ số u chẳng hạn hay là vẫn còn tiến triển thì tôi phải làm thêm cái cái chụp phát xạ hucitron hay là pet scan ha chụp cắt lớp phát xạ hucitron nhân từ mình dịch đó tức là bơm bơm phóng xạ vô nha để người ta cắt lớp á tìm được các chi căn hình để biết chi căn ha rồi tóm tắt chẩn đoán mình thấy mình học chẩn đoán rồi ung thư gan xếp hàng thứ năm thứ bảy thay đổi mỗi năm có liên quan viêm gan b và c phía khác mình ít đỉ hơn sư gan ít đỉ hơn ha tầm soát bằng siêu âm và fp thử fp triệu chứng lâm sàng đau sườn phải gan to thì thôi đúng không hãy à, gặp xét nghiệm chất chỉ thi u fp pk chức năng gan c, 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 c đúng không và chẩn đoán bằng hệ đến học ct scan hết không cần cái khác ha không cần chẩn đoán cái khác Bây giờ mình có cái phát đồ chẩn đoán tại sao mình sử dụng vậy? Đây. Phát đồ chẩn đoán năm 2010 giờ nó cũng thay đổi vậy đó của Hiệp hội Bệnh gan Hoa Kỳ. Ha. Đây. U gan dưới 1 cm, tôi xem kiểm tra thôi, không sao tôi chưa làm gì hết. Nhưng mà nếu u trên 1 cm tôi phải chụp CT nè. Chụp cắt lớp động học, đa lớp, bốn thì, thấy chưa? Nè. Câu kết luận nè, bắt thuốc thì động mạch và thải thuốc thì tĩnh mạch. Hay thì muộn đó là tiêu chuẩn khi nó có chụp này hoặc chụp hướng từ mà có tiêu chuẩn này thì chẩn đoán là có tiêu chuẩn này không có chẩn đoán ung thư tế bào gan thấy chưa đủ rồi thấy chưa phát độ của, của mỹ à nếu không có tiêu chuẩn này tức là không có thải thuốc không có bắt thuốc thải thuốc thì tôi phải làm lần một lần nữa kỹ hơn nếu không có gì nữa thì tôi xin thiết gan hoặc là tôi xin thiết gan tôi không làm tôi xin thiết gan nếu mà xin tiết gan mà dương tính thì đương nhiên là cái này rồi đúng không ha rồi nha yeah. đó à, tức là bây giờ nếu mà tôi không có tiêu chuẩn này thì tôi mới xin tiết gan hoặc là tôi làm ct lần nữa nên làm vậy ha rồi đây là phát đồ của châu âu ha? y châu hiệp hội gan bệnh gan châu âu rắc rối hơn chút cũng giống vậy thôi u nhỏ một cm theo dõi cm bao 4 tháng nè phải không ở, tại vì khi nó có u rồi tôi phải theo dõi số 2 nếu u 1 trên 2 cm tức là trên 1 cm rồi đó hay là trên 2 cm thì tôi chụp cắt lớp hoặc tôi chụp cậu uh, cộng ứng từ vân vân thì nó cũng giống đúng không có hình ảnh đặc trưng tức là cái gì bắt thuốc thì động mạch thải thuốc thì tôi mạch cửa có hay không ung thư gan không có thì sinh cái gan thấy chưa rồi ha cái này cũng vậy cũng vậy có thì ung thư gan thì nó thêm cái này thôi một cái trên 2 cm thì thôi trên 1 cm làm cho rồi đúng không trên 1 cm là tôi chụp rồi đúng không ra hình chẩn đoán xong không có không có thắc mắc gì hết không có ra không điển hình phải xin thiết hết đơn giản ha chẳng nó không nói gì cái 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 khác đó chẩn đoán hiện hiểm học đây là mình mình cái uh, mình đây là, của bộ y tế sau này mình có cải tiến rồi nhưng mình còn thêm cái fp ha thì nước ngoài nó không sử dụng cái này không có sử dụng fp chỉ có ct scan thôi ha điều trị theo phát độ của barcelona bên mình, mình coi cái hình đó đây là bây giờ phải xếp giai đoạn của ung thư gan nhiều cái xếp giai đoạn lắm mà xếp giai đoạn của của cái à, à, bệnh à, bệnh viện về bệnh gan của barcelona ha barcelona ở chỗ đá banh á nhưng mà nó nó có cái bệnh viện nổi tiếng ha? bclc đó. À. À. bệnh viện ung thư gan của barcelona thì thấy là nó có xếp loại ha thấy không xếp loại lúc, lúc nào xếp loại bệnh nhân là dựa vào đâu thứ nhất là vừa PS là tổng trạng bệnh nhân, ví dụ nasiro nè tốt ha tổng trạng chung giai gia, gia đoạn nè rồi gì nữa đặc điểm u biết chưa u lớn nhiêu à, số 3 là gì chức năng gan biết chưa lúc nào cũng xếp loại dựa trên ba tiêu chuẩn tổng trạng bệnh nhân sức khỏe bệnh nhân đó. đặc điểm khối u lớn nhỏ xâm nhập gì đó và chức năng gan bây chưa ba cái tiêu chuẩn đó đây xếp bạn xếp loại này ha Bây giờ giai đoạn A nè, coi bản kia dễ hơn. Giai đoạn B là trung gian, giai đoạn C là đoạn tiến triển. Thì tiến triển là cái gì? Ung thư đã xâm nhập mạch máu hoặc đã di căn rồi. Hoặc là giai đoạn tiến triển, advance, là, là mình không có làm gì được. Hoặc giai đoạn cuối, end stage là có di căn rồi. À, giai nhân này yếu lắm rồi. Yếu rồi, cha pussy. là giai đoạn này mình nhân sơ gan nặng quá đủ làm gì. ha Đó, nhìn. Đây là bản xếp loại đơn giản, bản xếp loại mà điều trị luôn kết hợp hay hơn xếp giai đoạn và điều trị luôn cũng theo BCLC đó là bằng ví thí dụ đây giai đoạn zero là tổng trạng tốt PS zero chaput A Okuda là cái cái thịt ung thư gan nhỏ <laughs> thấy không đây giai đoạn rất sớm ha giai đoạn zero rất sớm nếu có u dưới 2 cm cái loại là u tại chỗ một u thì không có tăng áp mở cửa thì người ta sẽ cắt gan nhưng mà Barcelona nó cũng hạn chế lại sao là ông bảo tồn dữ lắm ông, ông, ông ít mổ lắm giai đoạn giai đoạn A đến C là giai đoạn giai đoạn giai đoạn sớm nè một u hoặc là 3 u dưới 3 cm tổng uh, PS0 thì đó <laughs> nếu ba u dưới 3 cm có bệnh phối hợp ví dụ bệnh gì phối hợp tim phổi phối hợp gì đó có thì tôi làm cái PI tức là cái gì là tôi chích cồn hoặc là tôi đốt nhiệt nếu không có thì tôi ghép gan sang quả mới có ba u mà đã ghép gan rồi gan đầu ghép ha chú minh học gan đầu ghép ai cho gan ghép đúng không à. đâu có dễ mà ghép gan ha là nước ngoài cái tiêu chuẩn như vậy đó chứ sư học tiêu chuẩn của châu Á Hiểu không giai đoạn trung gian nhiều u quá nhiều u quá cắt không được thì tôi làm gì tắt mạch hóa trị nhiều u quá cắt không được gan thì tôi tắt mạch ha giai đoạn tiến xa nè giai đoạn advanced stage là giai đoạn xa tiến xa nè có tăng có thâm lớn từ mặt cửa có hạch có di căn tình trạng một hai yếu rồi thấy không thì tôi gì có xâm lớn tôi new agent là tôi hóa trị nhắm đích rồi nhắm đích là hóa trị dựa trên gene ha. rồi giai đoạn chót nè Tại giai đoạn chót giai đoạn cuối cùng nè thì bệnh nhân có u ra ba thành u rất là lớn bệnh nhân sinh hoạt không được rồi chapuzzi thì coi như là điều trị triệu chứng đây là cái bản tổng hợp mà cho mình, thế giới họ xích xại này tức là họ vừa vào đây để họ xếp giai đoạn và họ điều trị nhưng mà cái nhóm điều trị của họ ít quá cắt gan ít quá không đốt nhẹ cũng ít mà chỉ ghép gan nữa nó nó không phù hợp cái nhóm này là gọi là cái nhóm điều trị curative treatment là cái gì điều trị triệt căn nhóm này điều trị gì điều trị điều trị tạm bỡ ha đến đây mà điều trị tạm bỡ điều trị tạm bỡ nè điều trị triệu chứng nè ha rồi mình có bạn về mình coi ha mấy bản này nó phức tạp phải về coi hiểu đó bây giờ cái hướng dẫn điều trị của hiệp hội uh, bệnh gan châu á thái bình dương baso ha tức là châu á thái bình dương á năm hai bảy thấy gì ung thư gan chưa di căn giải food ab cắt bỏ được không có cắt bỏ cái chưa kể kể mà tôi bất kể thể mà ung thư gan cắt được tôi cắt Đấy không đây cắt được không không cắt được thì tôi mới làm cái gì à, tôi mới có thể là hủy u cắt không được lý do bị bệnh gì càng khả, khả, năng ha à, chưa xâm lớp mình máu nè à, dưới ba u nè dưới 3 cm tôi hủy u tức là mình, mình làm đốt nhiệt á pi với fa á tức là đốt nhiệt rồi còn nếu mà nhiều u quá không u trên 3 cm tôi làm tắc mạch hoặc là hóa trị ha đó thấy không đây nè bệnh nhân sẽ nói mã không có nhưng mà u lớn nhiều u quá thì tôi phải làm tắc mạch giống như cái bác sổ kia nhưng mà nó mạnh hơn kiểu này là cắt à hả đưa là cắt à, thấy không rồi cũng giống vậy nếu mà bệnh nhân có xâm lấn mạch máu nè thì tôi hóa trị thấy không còn nếu mà mà giai đoạn c tức là bệnh nhân này bị chai phú si tức là bệnh nhân này bị ung thư gan mà nó uh, giai đoạn mà gì Sư uh, sơ gan nặng quá thì tôi ghép gan còn giai đoạn à, giai đoạn mà có nhưng mà có hạch gì đó thì trị toàn thân ha nè có di căn rồi nè thì trị toàn thân tức là trị hóa hóa trị hoặc là như, chăm sóc chăm sóc giai đoạn chai buối si nè thì chăm sóc đủ chưa đó là những cái những cái uh, mình thấy là là phát đồ của chỗ dư nó mạnh ở chỗ nào mạnh ở chỗ mổ nè à. thế mà chai bút ab mà cắt được là tôi cắt nha cái tôi cắt cái được cắt hiểu không rồi bất kể đâu có nói cái thứ u số lượng u đâu cắt được tôi cắt nha. rồi nha còn đây có bệnh kèm theo nè không cắt được có thể kèm bằng kèm theo tôi mới làm cái này thì cái bản này á nó phù hợp với cái xứ như mình là ít phương tiện ít phương tiện hóa chất ít phương tiện phóng xạ ít phương tiện dở thì mình làm cái này đó. đây là bản xếp loại của đơn thuần về tim men thôi nhưng mà trên gan nó không thích tim men nó thêm thêm cái cái gì nó thích thêm cái yếu tố ps là sức khỏe và thêm yếu tố gì yếu tố chức năng gan thì cái này không đủ không? À, giờ, à thí dụ bây giờ t2 là u đơn độc không có sao muốn mạch máu không hay là nhiều u mà không dưới không cao lớn hơn 5 cm đúng không đó thì người ta định nghĩa là t2 thí dụ vậy đúng không rất rối không giờ ta cái bảng này chứ ít xài n thì dễ rồi không n một có xong lớn m thì dễ rồi nhưng mà cái này rắc rối nè ha ít sử dụng này lắm mà sử dụng cái bản này bản này dễ sử dụng đó bản này đã xếp loại hay lắm xếp loại rất là hay ha đó, nhưng mà điều trị bản này thì phù hợp đó mình mới hiểu ha xếp loại tủa ung thư anh ít khi theo cái bản tmn tại bây giờ nó có thêm yếu tố là tổng trạng bệnh nhân và chức năng gan yếu tố nó phải có, có, đủ hết và trong này có nè thấy không bản Barcelona nó có nè tổng trạng bệnh nhân nè chức năng gan nè và Ukuda là cái thể tích khối u á ha đó Bây giờ u là u nhỏ nè Ukuda là u nhỏ thí dụ vậy ha Thhe bản rất rối không về coi ha nhiều bản lắm chưa mỗi nước có một bản thiền nhật có một bản trung quốc có một bản đại hàn có một bản để phát đồ điều trị người ta xây dựng cho mình à tôi nước tôi sẽ xài vậy đó không mình bản này nó quốc tế nó công nhận mình nó xài bản này châu quá thái bình dương trong đó có việt nam mình xài đúng wow. không còn mỗi nước xài riêng chứ không phải là nó nó riêng hết à, nó làm cái bản phật bản hướng dẫn điều trị của nó đây bây giờ các điều trị các cái các cái lựa chọn điều trị của ung thư tế bào gan thí dụ phẫu thuật là có cắt gan và ghép gan ghép gan toàn phần hay cái gan ha và hủy u mình có chích cồn chích ac acetic hay là hủy bằng nhiệt độ thí dụ như là uh, gì vi sóng hay là vi uh, là sóng cao tầng hay là vi sóng ha? tắc mạch qua uh, đầu mạch hóa trị uh, xả trị chứ xả trị kết hợp qua đầu mạch và hủy ha? hay là xả trị ngoài và điều trị toàn thân trong đó có hóa trị nè Ờ, hồng nội là gì ta kích tố nè và miễn dịch đây là những cái nhóm nghiên cứu hướng nghiên cứu ha Đó. có không? Vậy là những cái mình nhìn qua các cái cái điều trị ha điều trị trị căn là cái nào tri căn là cái này tri căn là cái nào là hai cái này điều trị tạm điều trị tạm điều trị tạm nha tạm ha. rồi đây điều trị nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật điều trị trị căn là phẫu thuật và hủy u thì mình có cái bảng này đó điều trị trị căn radical treatment ha còn điều trị tạm là mấy cái nhóm này điều trị tạm đây tạm là cái này đây đây là điều trị trị căn rồi bây giờ mình biết chút chưa ghép gan chưa nãy tiêu chuẩn Milan ha ghép gan đó a à. ghép gan thì thấy đây ghép gan tiêu chuẩn Milan tức là một u dưới 5 cm hay là 3 u dưới 3 cm tức là ghép gan theo tiêu chuẩn này. Chứ không phải là tôi u 10 cm tôi ghép gan nha. Ghép được không? Được sống được. 10 cm là tôi cắt cái gan tôi ghép được sống được. Nhưng mà dự hậu sẽ không được như vậy. Phải không? Nha. Chứ không phải là mình thấy à tôi ngon, tôi ghép gan, 10 cm tôi ghép. Mới con năm sau là nó di căn phổi nữa tại sao nó đã di căn trong gan rồi? Hiểu không? Người ta tính tiêu chuẩn, tiêu chuẩn nó ngặt nghèo lắm, một u à năm cm u luôn có lớn là phải mới được ghép gan hoặc là 3 u với 3 cm mới được ghép gan tiêu chuẩn của Milan là tiêu chuẩn Milan là thành phố của của, của Ý đúng không thành phố thời trang của Ý đúng không đá banh của Ý luôn nhưng mà nó có những cái hội nghị người ta tổ chức ở đó người ta đưa ra cái tiêu chuẩn ta là đồng thuận đưa tiêu chuẩn này rồi nó có tiêu chuẩn của UCSF tức là cái bệnh viện ở California ở San Francisco là nó cũng giống vậy nhưng mà nó cho phép ba à, thể về dự à, thể tích dưới 8 cm ví dụ nó cho thay đổi chút xíu ha, thay đổi chút xíu để nó đừng có mà sao ghép sao ghép tôi không biết nhưng mà dự hậu phải tốt đây nè dự hậu sống toàn bộ uh, OS á là o, uh, gì đó uh, oral survival đó ha là sống toàn bộ là một năm tám mươi trăm 2 năm, 75 trăm, 3 năm, 70 trăm. Ghép gan, ghép gan đâu phải chơi tốn tiền, tốn sức, đúng không? Đâu phải ghép gan vậy, ghép gan 10 cm. Mà mới con năm sau tái phát thì ghép chi? Đúng không? Đâu phải là mình mình là làm sai tiêu chuẩn được, đâu có. Tiêu chuẩn người ta đã thống kê rồi. Kê rồi. Kê rồi. Ha. Bệnh nhân có sơ gan. Nè. Cho phút BC càng tốt. Sơ gan thì lấy gan bỏ luôn, ghép gan mới. Càng tốt đúng không? Đây, mình có hai kiểu cái gan toàn phần hay cái gan bản phần từ nhiều cho sống mình nên biết cái này ha thời sự á nhớ nha tiêu chuẩn nha milan là tiêu chuẩn quốc tế rồi hoặc từ USF tức là tiêu chuẩn của bậc của đại học francisco thôi đây cái gan toàn phần tức là mình lấy ai cho gan toàn phần ai cho mình cho không cho toàn phần sau sống là cái gì ai cho toàn phần người cho chết não quy định nó có luật luật tại sao chết não là làm sao cứ luật nha chứ không phải là mình lấy đại được nha rồi tức là người ta lấy nguyên cái gan của người cho chết não ta ghép gọi là ghép gan toàn phần đây nè thấy cái mối nối không từ mặt xuống dưới mối nối từ mặt cửa rồi mặt gan vào mối nối đường mật là ghép toàn phần ta lấy nguyên cái gan người đó ghép vô cho mình Chép toàn phần người đó phải chết chứ người đó phải hiến tạng chứ làm sao mà tôi lấy người nào được đúng không nhưng mà ghép gan cho người cho sống đây ghép gan người cho sống ghép gan bản phần tức là tôi lấy phân nửa cái gan thường thường lấy gan phải cho người lớn gan phải nha cái gan phải tôi lấy gan bên phải thùy phải hay là gan phải là hạ phong thùy năm sáu bảy tám đây lấy nè Danh giới lấy nè Danh giới lấy nè à mình nhìn rõ hơn ha lấy nè đó năm sáu bảy tám lấy tim mạch gan gan phải một phần cho mình gan giữa ha ghép vào đây ghép vô cắt bỏ cái gan người kia ghép miếng gan này vô Nói nối ha nối tới mạch cửa nối cho mạch trên gan nối đường mạch gan đường mật thì ta nối vô đây nối đường mật này chỗ này ta nối lên ta nói là nó không có đường mật thành phải để đường mật lại đó lấy cái đường mật trong rốn gan thì ta nối vô trong rốn gan kẹp gan từ ngồi cho sống mình biết rồi nó là thời sự mà ví dụ em bé kép gan bị em bé rước gan hừng là bị bệnh sơ uh, viêm mật sơ hóa tại nó bị sơ gan thì mẹ cho thường được mẹ hay ba cho một miếng gan thôi miếng đủ rồi em bé mà hai ba tuổi bốn năm tuổi thì cái miếng bên trái hai ba đủ rồi ha thấy không đây là người lớn người lớn vậy thì người ta trưởng thành cái miếng gan này phải bự mới đủ sống đúng không thì cho miếng gan này nếu mà hạ một thuyền này nó miếng gan là chiếm tỷ lệ tới 70% mươi phần trăm luôn đó đúng không thành ra cái người cho cái miếng này còn lại có 30% mươi phần trăm mà cái miếng này là bên trái nè còn ba mà đúng không thật ra kỹ thuật này phải nói là khó hết sức là khó đúng không người cho sống tức là người sống ví dụ như là trong huyết thống cha mẹ anh em thì cái, cái phức gì đó gọi là phù hợp miễn dịch là khoảng năm mươi đúng không mình nói chính gì đi ha nó trùng miễn trùng miễn dịch mà đó thì khoảng năm mươi thì thường là cha mẹ anh em cho nhau là gan người cho sống như vậy người cho sống này sau khi cho gan thì phải sao thì phải còn sống đúng không cho gan ghép gan người kia biết sao cái người cho chết queo well thì đâu có được đúng không đó là quy định rồi cái chương trình nào cái chương trình nào mà người cho mà có vấn đề cho xong bệnh nhân không không qua khỏi là chương trình nó phải ngưng lại liền không cho phép nha yeah. chương trình đó là phải xem lại từ đầu hết chương trình đó là người cho phải sống đó. nhớ câu đó hoài đúng không người ta cho mà người ta không bị thôi là cho làm chi nữa đúng không là có cổ biết cái người kia có cứu được bao nhiêu lâu không thành ra người quy tắc là làm sao tôi không biết kỹ thuật làm sao tôi không biết anh phải là người cho người ta sống không cần biết anh làm cắt gan sao á mà để người ta phải sống người cho phải sống đúng không rồi ghép ra bán phần tức là lấy cái phần này cho người này tất nhiên nó cũng có khó hơn cái này nhiều khó hơn cái gan này nhiều khó về kỹ thuật hơn nhiều mà tốt hơn chứ sau này nó cái gan này là tốt lắm. ha không? Hiểu hiểu hai cái kép gan nha. Có hai cái gan quan trọng nhất thôi chị giờ có hai cái đó thôi. Rồi. cắt gan và cắt gan. Cắt gan là điều trị chọn lựa tại vì ghép gan ai cho? Đâu phải cha mẹ cho, ví dụ cha mẹ cho ông ông này bị gan xấu là ai cho được? Ông này bị nhiễm siêu bê ra cho. Ông này anh em, ông này uống rượu quá gan nhiễm mỡ sao cho được vân vân. Đâu phải dễ cho. Đúng không? rồi kỹ thuật làm nữa còn cái người chết thì thôi ví dụ người ta sắp hàng người ta chờ dù một trăm ngàn người chờ chỉ có vài ngàn người cho gan thôi hai vài người cho tạng thôi đâu, đâu có đủ thì nó rất là khó nó ghép gan cả một vấn đề thành ra phẫu thuật các gan vẫn là chọn chọn lựa đúng không tác giả Kuno là người Pháp sau này tác giả ở Bisban nó mô tả các cái phân thủy gan và để các gan cho giả phẫu các gan à, theo quy định Nepal ha kỳ thủ chức năng gan thì tức gan cắt được đúng không? Tổng trạng bệnh nhân nữa. không? Chức năng gan là xếp loại Chaput. A các gan lớn nè, mình lại nè. B các gan giới hạn, một hai phần thủy thôi. C không làm nữa. Nếu có tắc trên mạch cửa chính, ung thư gan hay di căn mà thì không cắt cắt gan được nữa. Di căn tức là nó đã di căn rồi. Ha, rồi. Chúng, đây, bệnh nhân các gan phải đánh giá tổng trạng chức năng gan và giai đoạn ung thư. Dạ, đó theo Barcelona ha hay là theo Apazo mình thấy ha rồi cắt gan cắt gan giới hạn cắt rìu một sinh mát cắt phân thùy hạ phân thùy thùy theo Tên mặt cửa cắt gan phải là hạ phân thùy năm sáu các gan trái là hạ phân thùy hai ba bốn các gan mở rộng là gan phải cộng thêm một hai phân thùy nữa thì gọi là các gan mở rộng thì mình có những cái cắt gan này tức là ung thư vị thế nào mình sẽ cắt kiểu đó Nha. lấy được trọn khối u theo giải phẫu nữa đây thí dụ phân chia thùy gan đây là thùy đuôi thì số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. học lại nha phải nhớ phân thùy gan nha theo phân chia theo tĩnh mạch cửa tĩnh mạch cửa vào đâu thì tôi định là phân thùy đó ha? thấy phân tĩnh mạch cửa không ha? đó đây là chắc chút xíu thì người ta thấy là phân thủy 2, 3 đây cái phần cái, cái tĩnh mạch gan giữa nó sẽ chia ra làm chia cái gan là làm hai làm gan gan phải gan trái và gan phải đúng không ở dụ tĩnh mạch gan phải nó chia để là phân thủy sau để phân thủy trước Nha, mình phải học lại ha phân thủy trước ha đây là phân thủy giữa đây là phân thủy bên phân thủy tức là hai cái hai cái hai ba gọi là phân thủy bên một cái bốn gọi là phân thủy giữa một cái năm tám gọi là phân thủy trước một cái sáu bảy hai cái hạ phân thủy số 7 gọi là phân thủy sau giới hạn bởi cái đây giới hạn bởi các tĩnh mạch trên gan và tĩnh mạch cửa ha đây là cắt gan nè đó mình nhìn cái mình nhìn cái cắt gan thí dụ đây ha à, bên trái cắt à, bên trái là cắt hai ba đó hai ba cắt thùy giữa cắt số bốn không còn cắt gan trái là cắt hai ba bốn đó mình nói, mình nói để mình tóm lại ha mình nhìn cái này biết ha đó còn cắt nè à, phân thủy trước nè gọi là rapamia mà là phân thủy trước năm tám các phân thủy sau là sáu bảy à, ha bây giờ mình coi ha rồi cái cách gan cắt gan à, sẽ hạ phân thủy đó đây cũng vậy đó về cái đại hình để mấy em về mới coi ha ví dụ cắt thủy bên là bên các thùy bên trái hai ba cắt gan trái đây tức là hai ba bốn đó không dạ rồi Bây về mình coi ha nó có dễ cái hình nè rồi coi hình cắt gan khoét u gan bây giờ u gan nhỏ người ta khoét chi nữa người ta đốt đúng không đốt u gan nhỏ mình để mình lớp xuống mình học đây là mình khoét u gan cách rìa một cm u gan nhỏ đâu cắt không thùy không cần cắt không thùy cắt quét cắt gan theo hạ phân thùy ví dụ như là đây phân thùy hạ uh, thùy 4B và 5 có thể mình cắt vậy theo cái tính mạch cửa ha đó. cắt gan phải gan phải tức là cắt cái cái đường cắt bên phải của cái tinh mạch gan giữa u này ha giữa đó đây người ta đang người ta bộc lộ cái tĩnh mạch gan để ta cắt này, hạ gan xuống thôi chứ không gì đó ha đó sau khi cắt gan thì nó còn các càng phải thì còn gan trái là hai ba bốn đúng không bốn mình còn cái hình biết biết hình dung được đây là các càng trái nè dù u nằm số 4 phải không tôi cắt càng trái tôi tôi cắt mấy hai ba bốn đúng không là cái trình bên càng giữa là trên giới nè đó tôi cắt bên này đúng không tôi còn lại bên này ha đó. còn các càng trái nha mình cái hình mình biết thôi còn cái định định danh đề gì đó cái, cái cái thể tích cắt mình coi cái hình này ha hình này ha hình này đúng không rồi đây là hình cắt cụ thể để mình biết à cắt khoét u là làm sao cắt phân thùy là hạ phân thùy là làm sao cắt gan phải là làm sao bên phải của tinh mạch gan giữa các gan trái là làm sao bên phải là các gan gan phải chứ còn các gan trái là bên bên trái của tinh mạch gan giữa đây ha lý tinh mạch giữa là cái mốc Đó. còn lại gan phải rồi cắt gan có biến chứng khoảng 3600 trăm biến chứng nhiều nhất là chảy máu nếu mà trên mươi lít cho một giờ thì phải mổ lại suy gan định nghĩa là ngày hậu phẫu thứ năm có bilirubin tăng trên 55 phần INA tăng 50 thì ngày hậu thứ năm định luật 5 năm á, thì có chừng bệnh nhân bị tử vong dễ tử vong đó là định nghĩa suy gan rồi bị có thể bị biến chứng là bán bụng Càng gì bằng phổi sau cắt gan cắt gan nè hoặc là về sau mổ hay nhiễm trùng sau các gan dịch tụ nó nhiễm trùng hoặc là rò mật sau mổ những biến chứng quan trọng nhất biến chứng sau mổ là chảy máu biến chứng quan trọng thứ hai suy gan hai biến chứng này chết người ha biến chứng này thì có thể điều trị được nhớ kỹ hai biến chứng quan trọng chảy máu và suy gan tử vong sau mổ bây giờ nó thấp lắm có chỗ không phần trăm hồi trước là sau năm 90 thì nó còn khoảng một phẩy năm phần trăm nhưng mà bây giờ thấp lắm rồi ha rồi sống 5 năm là khoảng 30 70% tùy, có thể khoảng 50% thôi tùy cái nhóm nghiên cứu. Mà nếu mà ung thư gan mà dưới 2 cm á mà sống 5 năm có thể tới 100%. Ung thư gan càng nhỏ thì sao? Càng tốt, tại vì cắt gan ít, không có di căn đúng không? Thì nó tốt lắm. Nhưng mà vấn đề dự hậu ha, khoảng đây. Nhưng mà vấn đề là cái gì? Tái phát. Tái phát là khủng khiếp nhất. Ha? Tại sao vậy? tái phát xảy ra hầu hết bệnh nhân ung thư gan có sơ gan biết rồi là nó có thể là bệnh nhân bị nhiễm B thì nó có đột, đột biến gen ở cái phần gan còn lại hoặc là đã có di căn rồi như vậy thì tác giả Ben là một tác giả uh, người Pháp nổi tiếng có tái phát sau 5 năm là 100% và Makuchi là một tác giả nổi tiếng người Nhật thì có tái phát sau 5 năm là 75% thấy không? tái phát khủng khiếp vậy đó 100% thì hơi nhiều nhưng mà 75% là có chắc chắn tức là cắt gan rồi cắt triệt để đây nha vẫn tái phát khoảng 75 đến 100% sau 5 năm tái phát tức là mọc một u mới rồi đừng nghĩ tái phát ha mọc u mới gọi là tái phát chứ mình cắt còn đâu mà là tái phát phải không? Rồi. nhớ kỹ nó 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 quan trọng vậy thằng là phải theo dõi sau mổ rồi bây giờ mình nói qua điều trị không phẫu thuật tức là tắc mạch hóa trị là chỉ dự trữ T u gan không bắt được nếu mà bilirubin cao thì tôi không có tắc mạch nữa tôi luồn một cái ống dẫn cái tí là bọn tự đồ mạch đùi lên đồ mạch gan vào phòng thủy sau đó bơm hỗn hợp lipidon và thuốc chống ung thư và chắc cái mạch nó lại dễ dễ, dễ hiểu ha đáp ứng sáu phần gây hoại tử nhưng mà u hay tái phát cho bằng hệ nhớ câu này hoài thời ra nó là điều trị tạm bỡ chứ không phải điều trị là điều trị uh, chỉ để sống một ba năm sáu mươi 30, 10%, phần trăm thấp ha điều trị tạm bỡ mà nhưng mà cũng tốt ha đây mình nhìn cái hình đó người ta luồn cái ống nè thấy cái ống nó luồn không luồn á tôi đùi lên trên rồi mặt thân tạng vô đồ bạch gan vô nhánh hồng thủy thấy hai u bự không hả ha rồi người ta mới người ta mới mạch tức là tắt cái mạch máu nuôi nè cái hình này không điển hình tắt mạch nuôi nuôi cái này tắt mạch nuôi cái này tắt mạch hai nuôi cái u gan tê ha u gan tắc tắc để nó cứ dùng nó không có à, vậy đó ha đó tắc mạch u u gan hình này đây là chụp à, động mạch gan đây thấy u này không? đây không để chụp các lớp vi tính nè để động mạch gan ha ta sẽ tắc mạch nè các vi tính đây cái u đây thì động mạch nè thì động mạch nè u gan đây rồi người ta bơm bơm thuốc vô bơm thuốc vô thấy chưa bơm thuốc cản quạt bơm thuốc lipidon vô đó hóa chất vô thì ung uh, um thư nó bắt thuốc tức là tắc mạch rồi á tắt mạch rồi thuốc nó vô trong toàn bộ cái u hết u đeo bơm thuốc cản quạt bơm thuốc là bơm thuốc mà tắt mạch thôi nha à, nó gồm có cái 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 thành phần là đây lipidon là thuốc thuốc cản quang á rồi thuốc trị ung thư bơm vô luôn và tắc mạch lại thì thì sao thứ nhất là cái gì thuốc nó nằm trong này có chất gì ung thư phải không đặc để cho nó không bị hoại tử đó là mình dùng cái 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 mà hoại tử mình phải nhớ kỹ là tắt gì? tắt động mạch như vậy thì u gan được nuôi bằng động mạch chứ u gan không được nuôi bằng tĩnh mạch nha hay đó u gan được nuôi bằng động mạch gan hay là người tắt động mạch gan chứ không nuôi bằng tĩnh mạch cửa rồi chích cồn qua da tức là mình dùng cái anh cô mình chích vô cái khối u đó tác giả nhật thực hiện năm tám mươi dùng anh cô tuyệt đối ăn cô chín chín độ á u dưới 3 u dưới 3 cm thì tôi mới chích được nhiều hơn tôi chích chích còn vô ha rồi sống một ba năm là 90 64% thấp ha có thể chích lặp lại nhiều lần nha yeah. nhiều lần hủy u bằng sóng cao tầng hay vi sóng ha AFA hay là microwave ablation đó radio frequency ablation tới hủy u bằng sóng cao tầng hoặc là sóng vi sóng microwave đó ha dùng cái sóng này dùng một cái kim đưa vô cho sóng vô để tạo nhiệt độ lên 60 độ C trong vòng khoảng 10 phút trong u thì nó sẽ u sẽ chết đúng không người ta nói là tế bào của mình nó không thể chịu đựng được cái nhiệt độ này ví dụ mình số 40 độ là mình sẵn là không tế bào não mình nó nhạy lắm còn tế bào gan có thể chịu được nếu mà 60 độ nó chỉ trong vài giây nó chết à ha mà đốt trong 10 phút thì đủ cháy hết cái u đó ha. đúng không 60 độ sao sống nổi tế bào không sống nổi ha rồi ba mươi sáu hiểu hoàn toàn đốt lập lại Đó, chỉ định luôn bệnh nhân có sư gan bệnh nhân có bệnh đi kèm theo u ba u dưới 3 cm ha biến chứng khoảng mười cũng đã ít lắm ha nè. nếu u dưới 3 cm sự tái phát và sống còn gần như vô thuật đó hay lắm ta bây giờ người ta những bệnh nhân mà có kèm bệnh kèm theo thì người ta đốt cái này ít khi ta mổ như cái thấy mình mình làm cái cắt cái u nhỏ nhỏ không bây giờ cái cắt chi đốt rồi ha Tại vì dưới 3 cm thì mình làm cái FA và microwave ấy, thì nó sống còn gần như phẫu thuật, tương đương phẫu thuật. Nhưng mà nếu u lớn cm thì tái phát sống còn kém hơn phẫu thuật. ha à, cái u lớn rồi thì người ta không có chùm được cái u này. U lớn thì người ta đốt nó không bằng phẫu thuật, thì phẫu thuật cắt rộng ra mà. Không, cắt phân thùy, cắt rộng ra. Còn đốt thì mình đốt rộng nó không thể phủ hết tự thiện. Tám hơn thấy là u nhỏ thì đốt rất tốt, u lớn thì đốt không bằng. Yeah, nha mỹ biết vậy thôi đây đốt đó người ta đây là đốt lạnh nha tức là đưa một cái đó cái, cái dụng cụ tôi đưa vô nè vô đây cái này là làm lạnh nha đã, đã vô âm ta định vị này đủ lúc mổ Định vị phía ngoài cũng được đưa vô, làm tạo nhiệt độ âm thật cục đá xong ta tăng nhiệt độ lên thì cái, cái, cái bài được tử hay là cách uh, cryo ablation á, đây nè ablation nhưng mà giờ ít dụng cái này ha bây giờ dùng cái này ở phía ngoài ở phía ngoài chứ không phải ở trong gan bệnh nhân đưa cái u vô thả một cái chùm hoặc là một cái kim nữa đó thì nó sẽ xạo ví dụ đây là u 2 cm thì người ta đốt chùm lên cái u 3 4 cm chùm lên ngoài đó nó tạo một cái, cái 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 dòng đốt này nè nhiệt độ tăng lên bao nhiêu độ 60 độ thì hủy u không? u chết hết rồi đúng không chùm sang 64 cm thì là chùm cái u này như vậy thì có như tôi cắt rộng cái u vậy đúng không đó, mà đâu có phải làm cái gì tôi chỉ đưa kim qua thôi bệnh nhân được à, ghi tê gây mê nhẹ đưa kim vô gắn vô cái máy cái máy phía ngoài tăng nhiệt độ lên là u này bị hủy 60 độ nó hủy liền chết rồi đúng không rồi, nếu chưa hết tôi phải đốt lần nữa đây là đốt nhiệt cao tận hay là hay là cái gì hay là microwave suy sống cũng giống vậy luôn rồi slide cuối cùng là cái gì các phương pháp điều trị khác hóa trị giám đích là giai đoạn gì Barcelona C đó là đây là nhắm đích nè, điều trị nhắm tức là bây giờ điều trị bằng gen. Ví dụ bây giờ ung thư gan này có con đường phát triển gen nào thì tôi chặn nó Gọi là nhắm đích. Nha, cụ thể hơn ví dụ còn kia là toàn thân. Đây. Nó 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 hại tế bào gan, hại tế bào khác, còn cái này nó chỉ hại tế bào gan là chính. Hiểu không? Đó. Giai đoạn Barcelona C tức là gì? Có di căng, có hạch thì tôi có xâm lớn tới mạch cửa thì tôi hóa trị không ổn được nữa. Nhưng mà nhớ kỹ là kéo dài cuộc sống có 3 tháng à. Buồn lắm phải đúng không? Ví dụ người ta sống bình thường, khi có di căn người ta sống được 7 tháng thì thêm 3 tháng là 10 tháng. Vậy nó quý quá mà ha. 3 tháng nó quý bao nhiêu thấy không? Đúng không? Có 10 tháng thôi, đó là, là, thống kê nha. Thống kê người ta đã chứ không phải người ta thấy nhót uh, bị Barcelona C. À, mà tôi quá trị thì sống 10 tháng, ông kia không quá trị sống 7 tháng. Thống kê đàng hoàng là ở, ở gì đó có đối chứng á nghiên cứu có đối chứng đàng hoàng hóa trị toàn thân với này đáp ứng thấp và hiện giờ không không áp dụng nữa tại nó độc có độc tính nhiều quá hóa chất và, và chích hóa chất và lipid và đồ mạch gan đáp ứng khoảng gì đây tức là chích hóa chất vô luôn vô thẳng vô u luôn cái này nguyên ít dùng hoặc là xả trị à, xả trị trong xả trị ngoài xả trị ngoài à, xả trị trong <laughs> dùng cái vốt này gắn lipid tức là khi mình chích vô máu thì cái cái dốt này nó cắm vô tới bào gan ha, rồi nó làm nó phát xạ thì nó hủy do cái này chúng ta đang nghiên cứu thôi còn điều trị miễn dịch điều trị tố đang được nghiên cứu tức là mình là cái hướng người ta vậy đó mình chưa hiểu người ta làm sao nha đó như vậy thì trong cái nhóm điều trị khác chỉ có điều trị toàn thân là được đề cập tới không còn biết khác đâu có thể đề cập đúng không nãy mình thấy không đâu có đâu có thể đề cập nữa chỉ có hóa trị nhắm đích thôi tức là new agent á là targeted therapy á tức là điều trị nhắm đích thì hóa trị nhắm đích ha có này để nghiên cứu thôi ta à, cũng có báo cáo này nhưng mà nó không có không có uh, 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 kết quả lắm rồi rồi có hỏi gì không đây là mình xong bài về coi lại ha lấy bài về coi lại ha dạ thầy ơi cho em hỏi vài câu được không thầy được ờ dạ thầy ờ em có câu hỏi đầu tiên là nếu mà bệnh nhân có hai u gan ở hai thùy khác nhau ấy, thì mình nên ưu tiên là hủy u bằng sóng hay là tắc mặt vậy thầy đây mới đây mình có cái bảng này nếu mà bệnh nhân có u bệnh nhân có ba u dưới ba u dưới ba cm thì tôi hủy ba u hết Câu hỏi của em có thể mở rộng ra Thí dụ bệnh nhân có cái u minh bên phải 5cm Bên trái à, 3cm Thì tôi có thể phẫu thuật cắt hai u luôn Tôi cắt hạ vân thùy Thí dụ nó ở hạ vân thùy số 8 Thì tôi cắt số 8 Bên kia nó hạ vân, ở bên trái nó hạ vân thùy số 3, số 4, số 2 gì đó Nó 3cm tôi cắt hai miếng gan luôn Hiểu không? Điều trị Cả phẫu thuật luôn còn nếu mình đốt thì u nó phải dưới 3cm đốt mới hiệu quả đây. Còn nếu mình u nó lớn hơn 3cm thì đốt không hiệu quả thì ta ít sử dụng cho u lớn hơn 3cm rồi câu tiếp theo à, dạ cái thầy câu thứ hai là một bệnh nhân mà bị viêm gan siêu vi b mà mạng tính đó thầy không ổn định kèm thêm cái ung thư gan thì mình có nên là hội chuẩn với khoa nhiễm để mà điều trị trước khi mà mình thực hiện các uh, điều trị ngoại khoa không thầy à, à dạ, dạ chút xíu bệnh nhân bị suy bi van suy c mạng bây giờ bị ung thư gan phải không bây giờ làm cái gì đó nói rồi đại nó quên quên nhắc là là cái cái điều trị ung thư gan bây giờ là người ta điều trị đa mô thức và người ta sẽ có người ta sẽ có một cái hội đồng để người ta uh, chẩn đoán bệnh nhân này và điều trị bệnh nhân này hội đồng nó gồm nhiều người thứ nhất là phẫu thuật viên thứ nhì bác sĩ hình ảnh học số 3 bác sĩ gan học số 4 bác sĩ miễn dịch số năm bác sĩ huyết học rồi bác sĩ của, của em nữa mời thêm bác sĩ viêm gan vô được chưa bác sĩ mấy bác sĩ sẽ cho ý kiến thí dụ bệnh nhân này đang viêm gan à, tiến triển không thể phẫu thuật được đúng không khi tiến triển sau gây mê được thì phải điều trị gì ha bộ bác sĩ gan học y, 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 gì đó hematologist đó tên là bác sĩ gan học sẽ cho ông này sơ gan giai đoạn ha à, có thể mổ lớn được vân vân ông ông hình ảnh học cho ý kiến bệnh nhân này ung ung thư ở thì số mấy cắt được cắt đó tức là mình phải học một hội đồng nha yeah. là là, là, là gì hội đồng để mà chẩn đoán và điều trị cái cái ông đó để bệnh nhân đó ha chứ không thể bác sĩ phẫu thuật không thể quyết định được bác sĩ phẫu thuật đâu có giỏi viêm gan bác sĩ phẫu thuật đâu có giỏi hình học bằng cái ông hình ảnh học bằng ông gan học đúng không được chưa họ hỏi tiếp Dạ, yeah, câu cuối cùng là theo cái phát đồ của điều trị của châu Á Thái Bình Dương 2017 thầy thì ở trường hợp là chưa di căn ngoài gan, chai bút A, và B thì thầy ở đó nó có ghi là có thể cắt gan vậy thầy cho em họ làm dựa vào đâu để mình quyết định cắt gan của bệnh nhân tại vì nãy em có nghe thầy nói là không dựa vào số lượng u, mình có thể dựa vào số lượng dựa vào kích thước u được không thầy? Có chứ, đây. Tức là ta chỉ nói mười 17 người ta nói là nếu mà U có khả năng cắt bỏ tức là tôi cắt bỏ được thì tôi cắt mà người nếu mà U nhiều quá nhiều U có thể là nhiều U quá thì tôi phải làm đây ví dụ đây nó có thêm phần này nếu tôi trên ba U thì có thể tôi không cắt được tôi làm T tôi làm tôi làm tắc mạch hóa trị đúng không còn U lớn bao nhiêu cắt thì nó không nói kích thước cắt được là cắt ý tôi nói lại là một U á mà không có kích thước cắt được ví dụ bây giờ nó phải thêm cái bài nữa là mình À, mình cắt u dựa vào chức năng gan mà à, chức năng gan rồi tức là mình dựa vào ps là cái gì tổng trạng gì nữa dựa vào à, chức năng gan là chai à, à, độ thanh thải enzyme green nhiều thứ phải không và cái thức u số 3 mình phần, phần nói thêm trong đó là mình phải dựa vào thể tích gan còn lại nữa bài nói bài bài hồi lại y bảy y tám học đi ha y sáu ha đó đây nè mình sẽ thêm vô cái thần này nữa đây chưa à mình dựa vào tổng trạng chức năng gan giai đoạn và mình phải để mình đánh ví dụ giờ tổng trạng tốt ps0 chức năng gan chai phút a uh, uh, u là một ở mấy phòng thùy tôi cắt được thì tôi vẫn cắt được theo thì cắt khác còn theo cái barcelona u lớn không có cắt nhưng mà phải khi mình cắt gan thì cái thể tích gan còn lại nó phải là trên 40% nè thì người ta cắt chứ không nếu mà không 4% thì ta sợ biến chứng gì nếu gan còn lại ít 4% người ta sợ biến chứng suy gan sau mổ đó sợ nhất nhà mình phải thêm cái này tại vì nó nhiều bài này nó rộng quá thì chưa kết, chưa nói thêm cái phần đó của em đây vấn đề sợ nhất là suy gan sau mổ nếu thể tích gan còn lại dưới 40% thì cái khả năng suy gan nó cao. Vậy người ta, người ta sẽ biết thể tích gan còn lại, người ta sẽ đo, ví dụ u nằm ở bên phải, tôi cắt gan hạng phụ thủy 567. à, và, vậy đó. À 5678 thì chỉ vậy tôi còn bao nhiêu phần trăm? Nếu cái u gan còn lại bên trái 234 thì chỉ còn có khoảng 30% thì có có chừng. Bệnh nhân có thể bị suy gan sau mổ, tôi sẽ cân nhắc. À, không? bệnh à, nhân này cân nhắc nhiều yếu tố lắm, thấy không? độ thanh thải green là bao nhiêu chai pút gì dinh dưỡng mà nhân sao, tiểu cầu bao nhiêu vân vân rất nhiều ene bao nhiêu vân vân ha à, nha cái bài nói chuyện nó còn rộng lắm em ngoài ra em nói là tại là mình nó cắt gan nhưng mà làm sao đừng có để suy gan sau mổ suy gan đừng tránh suy gan sau mổ ngoài cái yếu tố là chai À, rồi nó còn đo cái độ đàn hồi gan mức độ sơ gan vân vân thì người ta còn tính cái thể tích gan còn lại tức là tôi cắt gan như vậy thì còn lại bao nhiêu nếu mà còn lại dưới 40% Coi chừng tôi sẽ cân nhắc Còn nếu trên 40% thì tôi có thể đỡ suy gan hơn chứ không không bắt không, không có chừng không phải đâu nha không phải là nói là tôi tôi cắt công là nó nó là không đâu cắt trên bốn trăm vẫn có thể suy gan như thường rồi hỏi gì nữa dạ em hết rồi em cảm ơn thầy không rồi em khác Dạ, thầy cho em hỏi là em thấy thầy dạy có ba cái phát đồ lận thì mình sẽ học và điều trị để phát đồ nào hả thầy à, mình á à, các nước mỗi nước đều có một phát đồ điều trị đó chẩn đoán thì giống giống nhau như phát điều trị thì nước nào nó cũng mỗi nước khác nhau nhật nó riêng ở trung quốc cũng có luôn bên à, vậy cho pháp nó cũng có phát đồ riêng của nó luôn như vậy để mình dùng phát đồ chung nhưng mà cái phát đồ cũng cái nước mình á cái những cái điều trị mà nó điều trị mà các điều trị phụ của mình không có giỏi không có nhiều bằng người ta thành ra người ta thí dụ barcelona là nó ghép gan ai theo nổi ví dụ giờ bệnh nhân có 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 ba u dưới ba cm tiêu chuẩn mặt ở milan à mà có bệnh kèm theo chứ bệnh tim phổi kèm theo cái cái, cái, cái gì ghép gan gan đâu ghép đúng không nó không thực tế hay là có bệnh kèm theo có thể tôi đốt không đốt đốt u đó, ghép gan thường thường ghép gan dành cho gì chai put bc mà những suy gan tôi không có làm được cái gì đó u gan tôi không đốt rồi tôi không làm được gì tôi mới ghép gan đúng không đó thì ra cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn nó, nó nó hơi cao của cái 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 barcelona mặc dù thế giới nó ứng dụng nhiều lắm thành năm ở xứ mình á là mình theo cái, cái cái, amazon nó hợp hơn tức là xứ nó thẳng là xứ thứ, thứ nghèo hơn thứ người ta đi đó thì nó hợp hơn tức là cắt u thì cắt nhưng mà vẫn còn giới hạn nha thí dụ đây nè những bệnh nhân có uh, không cắt được hay bệnh nhân có kẹn kèm theo tôi thôi làm đốt đốt, hủy u là tôi đốt á, đốt bằng uh, FA gì vậy đó hoặc là nếu mà trên ba u nè thì tôi không cắt được thì tôi làm gì? Trên 3 cm rồi tôi làm T tắt mạch. Tức là nói chung là mình phải cân nhắc dữ lắm, chứ không phải là mình 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 mình, mình à gì đó, Tha, theo phát đồ nào rõ ràng, nhưng mà theo phát đồ bên châu bên châu Á mình thì theo phát đồ OPAZO là dễ dễ theo nhất. ha, độ đồ khác thì khó theo. Chẩn đoán thì giống nhau ha chẩn đoán thì theo hiệp hội à, gì đi hiệp hội à, ung thư hoa kỳ là dễ nhất Đấy không ở, ở đâu ta cũng sử dụng này đó chẩn đoán bằng ct scan rồi hỏi gì nữa dạ câu thứ hai là em à, sau sau khi mình điều trị mình cắt u gan xong mình có điều trị thêm uh, viêm gan b gan c nữa không rồi à, bắt buộc mình học rồi À, cái suy uh, b thì là nó nó có cái sự là, là liên quan chặt chẽ người ta có thể là dùng cái căn nguyên hay là nó là một yếu tố nguy cơ gì cũng cộng được thì người ta thấy là nó có đột biến gen của tế bào gan do cái cái cái, cái uh, một cái gen của cái con suy b đó mà trong thành trong cái DNA của nó đó thì cái người ta nói hỏi nó cái p53 p53 đó là cái cái gene người ta hay bị lắm thành ra bắt buộc người ta phải điều trị A à, sau khi mình điều trị gan đốt nhẹ cắt gan người ta phải điều trị thì nếu, nếu mà nó còn tiến triển thì biết đâu không phải là di căn trong gan mà cái phần gan còn lại do đột biến do su nó làm đột biến không? đó làm cho một u mới thành ra bắt buộc phải người ta phải à, điều trị b và c sau khi điều trị à, sau khi mà cắt gan hay là sau khi điều trị gan kèm kẹp kết hợp ha Để, đã, không làm nặng thêm sơ gan và không làm đột biến gen đó. người ta theo dõi các gan theo dõi rất là chặt chẽ ví dụ người ta theo dõi đầu tiên là một tháng đầu tiên đáng người ta sẽ tới người ta theo dõi bệnh nhân người ta siêu âm lại người ta ct lại người ta chữ fp đó nếu tốt thì người ta nới là 3 tháng 3 tháng người ta theo dõi lại cũng theo dõi bằng siêu âm thử fp thử hay là chụp ct nếu cần rồi sau đó nếu tốt thì người ta nới vào 6 tháng hay là mỗi 6 tháng mỗi 6 tháng người ta phải theo dõi Đã. khi mà phát hiện thì nó lại qua cái bài là ung thư gan tái phát điều trị sao thôi để y 7 học ha rồi tiếp còn câu nào nữa dạ thầy là em thấy là trong ung thư gan thì điều trị chính yếu của mình sẽ là phẫu thuật vậy thì hóa xạ trị ở ung thư gan mình có sử dụng để điều trị tri căn được không thầy xếp đây điều trị người ta xếp cái này trị không đúng điều trị tri căn đây Barcelona đó đây cái điều trị trị căn người ta chỉ có xếp mấy cái này thôi tức là cắt gan ghép gan hoặc là đốt chích cổ này đốt u à, là điều trị trị căn còn những nhóm này là người ta đang theo dõi nhưng mà sự đây là nhóm là điều trị à, tạm bỡ hóa chất điều trị tạm bỡ người ta đâu có hóa trị thấy không nó không vô phát độ đây là điều trị chứng là thôi mình nhân cái này chứng không nói à, tức là nói chung là các điều trị khác đều là điều trị tạm hết ngoài cái, cái 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 ngoài cái gì ngoài cái phẫu thuật đây phẫu thuật gồm có ghép gan và cắt gan và hủy u là điều, điều trị gì điều trị triệt để còn đây là điều trị tạm Đầu, tắc mạch nè hóa trị nè toàn thân nè là điều trị tạm tức là điều trị tạm tức là nó nó thay đổi kết quả thay đổi lắm không nó không có tốt ha không có tốt nhớ cái đó là điều trị tạm bợ Ví dụ điều trị tắc mạch, đó, tắc mạch tức là mình làm cái tắc mạch máu thì sống không? Sống năm năm có trăm mà, đó, đúng không? Có sống một năm có sáu chục trăm mà. Đó, trong khi nếu mình cắt gan thì sống một năm có khoảng trên dưới 50% trăm. Nói chung á, còn những nhóm mà u gan, âu gan nhỏ còn tốt nữa. Thì mình hiểu là các cái 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 điều trị này nó còn để lề u mà thì nó đâu phải là, là triệt để, đúng không? Đó, không phải là triệt để, hay là điều trị tạm, nha mặc ở dù hủy u thì là coi như coi như mình xây mình cắt mà là hủy hoàn toàn u thì gọi là điều trị để, để đó mình thấy điều trị nhắm đứt là điều trị tạm để thu bỏ điều trị hóa chất qua đồ mạch điều trị tạm xả trị điều trị tạm và miễn dịch này đang nghiên cứu rồi hỏi gì nữa em ừ, cảm ơn thầy ạ lớp này không hỏi ung thư gan, áp xe gan thì nó khó mà 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 gì đó khó mà lầm với nhau đó, nhưng cũng có trường hợp lầm ít lắm. Tại vì mình biết rồi áp xe gan là một cái ổ hoại tử nhiễm trùng, tức là gan bị hoại tử và nhiễm trùng là một ổ mũ, thì bệnh nhân phải có triệu chứng của nhiễm trùng, đã là lâm sàng là sốt, đau, rung gan dương tính vân vân rồi mình mình làm gì mình làm mấy cái cái xét nghiệm gì amip về hay là xét nghiệm sáng gan là dương tính hay là mình cấy mũ đã bị trùng rồi đó nó rõ nó, nó rõ ha tức là bệnh nhân rất là rõ và và hình ảnh học siêu âm mình thấy một ổ một ổ gì một ổ đầu mũ và trên ct scan là cái gì là ổ đó không là cái hình nó không có hình điển hình bắt thuốc đúng không ung thư gan là phải bắt thuốc còn nếu mà khám gan là ổ hại tử thì sao không bắt thuốc đúng không hại tử bắt thuốc gì nó có mạch máu rồi bắt thuốc đó là chẩn đoán trên siêu âm um, thư gan và à, trên CT, áp xe gan, và ung um thư gan quá uh, thường thường hầu hết là không có lầm được về lâm sàng và hình ảnh học. Ha? Còn ung um thư gan thì sao? Không có chỉ, chỉ đau mơ hồ bên phải, không sốt, hội chứng cận ung um thư ít sốt lắm. Cũng như là là gì? Mà mình thấy gì? Ung um thư gan hình ảnh học là gì? Bắt thuốc thì động mạch cái u nó bắt thuốc thì động mạch và thải thuốc thì thì tới mạch cửa là mình biết cái điều trường đó nhưng mà tôi, tôi cũng có bị nha Nói xong những cái trường hợp rất là đặc biệt là áp xe gan là bệnh bệnh nhân rất sốt điều trị bệnh nhiệt nhiệt đới điều trị với một áp xe gan cũng không hết sốt luôn hình ảnh học không bắt thuốc à, rồi một thời gian sau bệnh nhân hết sốt làm CT lại thì nó, nó, lại hình bắt thuốc không hiểu được cái đó mình nói là con người ta nó, nó nó, gì đó nó bí mật của nó kỳ bí quá không hiểu nổi đúng không đó những trường hợp nó lạ vậy đó không mình đã làm CT nhiều lần rồi mà rồi nó khi mình mẫu thuật ra mình cắt ra mình giảm giảm phụ bệnh nó là ung thư gan đó trường nó hiếm lắm đúng không nó hiếm thôi mình mình học cái hiếm làm chi học cái 90 với 99 trăm học cái một phần trăm chi đúng không một trăm có nha nó vẫn có tức là mình lầm á vẫn hình nó học nha không bắt thuốc mới lạ nhưng mà sau này nó là bắt thuốc không biết tao lúc đó nó làm sao nữa ha cái là con người ta nó có những những cái phần tâm nó gọi là kỳ bí mà giải thích không được bí mật giải thích không được ví dụ như là mình nói chuyện hợp mà ung thư có người, ung thư gan coi như mình biết là không điều trị khoảng 3 tháng chết rồi không sau 4 tháng chết thì có người sao sống hoài thì ta mới ta mới nói đây đó ta mới là có bởi nó 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 là nó, 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 có phép lạ hay là tôi gọi lên, mình mình giỏi là cái dự gì đó sự thoái hóa khối u hay là sự thay đổi miễn dịch mình đâu mình không biết được nhưng cái đó nó rất là hiếm Rất là hiếm ha, Một phần ngàn, một phần mười ngàn ha. Rồi, hỏi gì nữa Dạ thầy ơi, cho em hỏi Tiếp tục là... Rồi, dạ. Là... Dạ thầy, em em thấy trong các cái loại cách cắt ra lúc nãy thầy không có nhắc tới hạ con thiền một Thì không biết là cái hạ con thiền một này nó có cái đặc điểm gì khác so với cái hạ con thiền còn lại không thầy? Đúng Hạ con thiền một thứ nhất là ít gặp ung thư gan thứ một ít gặp đây thứ một là cái phương thuyền mà nó nó kỳ khối nhất là sao đây nó nằm một mình đó nó không có liên hệ với mấy phương thuyền này gì hết đó nó có tim mạch cửa riêng đường dẫn đổ vô động mạch chủ động mạch chủ bộ đứa dưới riêng động mạch nuôi riêng thì là cái ung thư này là khi người ta bị này có bị ông hiếm và khi người ta bị này thì về vẫn vậy mà mà Phẫu thuật á nó có liên hệ về vấn đề mà uh, gì đó hạch với mạch máu thì người ta sẽ cắt gan trái và phân thư một nha ta phải cắt nếu mà ung thư thùy một không á người ta phải cắt gan trái và cắt gan trái tức là hai ba bốn và phân thùy một đó người ta cắt vậy đó ha, là về phương diện mà ừ, ung thư học ta cắt vậy mặc dù cái này rất hiếm mà ung thư thùy một mà nó ung rất là khó nha thì ung thư một thì nằm phía sau gan trái nằm trên tĩnh mạch chủ dưới ha ung thư thùy một cắt rất khó nha yeah. ta coi như hầu chưa phải cắt cái gan trái rồi mới thấy cái thuyết số 1 Thì đang người ta về bệnh viện mà ung thư học người ta sẽ cắt số 1 và gan trái nhớ vậy ha Mà ung thư này rất là hiếm mà ung thư dựa hậu xấu nha tại vì nó nằm riêng vậy đó những cái dẫn truyền của nó mình không có đánh giá được nó, nó dẫn truyền mạch huyết dẫn truyền mạch máu nó khác nó độc lập giống như được cái ốc đảo vậy đó ha rồi hỏi gì nữa à. dạ em cảm ơn thầy hết câu hỏi rồi Đây. người ta người ta có dùng cái chích hóa chất tức là người tam người ta người ta mổ hay là tao làm cái luồng cái, cái cái ống vô cái động mạch gan đó sau luồn cái ống luồn vào động mạch gan người ta bơm hóa chất vô luôn Rồi để cho nó tới thẳng u động mạch gan này qua nuôi cái u nha người ta, người ta chích cái cái lipidon tức là cái chất mà cản quan và cái hóa chất vô cái động mạch này vô cái u luôn người ta chọn lọc tức là người ta, người ta lựa cái động mạch nuôi cái u đó thì người ta thấy đáp ứng tức là đáp ứng tức là nó sẽ à, t, à, giảm thể tích, tức, tức giảm AP vân vân gọi là đáp ứng response đó, đáp ứng thì khoảng 46% là đúng là tôi không mình không có kinh nghiệm cái này ở Việt Nam mình ít ai làm cái này lắm không có báo cáo nhưng mà nước ngoài nó có báo cáo đáp ứng tức có nghĩa là cũng là điều trị tạm thôi tức là người ta điều trị cho nó 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 nó, 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 nó giảm cái thể tích nó giảm cái 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 cái, cái, cái uh, tế bào ung thư thôi chứ không phải là điều trị triệt để yeah. đó người ta có làm này ta để một cái ống nhà luôn nha để người ta để luôn cái ống phía ngoài da này đó xong cái một lâu lâu người ta bơm hóa chất vô và đồn đồn xong ta đã theo dõi trên ct theo dõi trên các cái mà mà các cái cái chỉ số u fp vân à, vân đó thì ta thấy vậy đúng là mình không có kinh, kinh nghiệm cái này mình biết là báo cáo ta có báo cáo này thôi cũng như xã trị mình không có kinh nghiệm này à rồi hỏi gì nữa thầy ơi cho em hỏi nè người ta cắt cái 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 gan nó có khả năng gọi là regeneration là gì ta tái sinh cái gan nó có khả năng tái sinh em hỏi là cái gan khi cắt gan sau tái sinh rất tốt người ta thấy rằng sau khi cắt gan á ví cắt gan này cắt gan trái phải không thì còn gan phải còn các căn phải đây thì còn gan trái các căn phải nha, thì còn cái đây găng trái nha. thì găng trái là hai ba bốn thì người ta thấy rằng trong vòng nửa tháng thì cái gan nó đã rồi gì đó tái sinh là, nó mọc lại là hầu như là gần 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 như là một cái một cái một cái tái sinh người ta không biết bao nhiêu tỷ bao nhiêu trăm như là nửa tháng đầu là đã có tái sinh rồi à, tái sinh tức là mình không biết nữa là là, là phương thủy số mấy nó không theo có một cái giải phẫu gì hết trong tiêu trường máy nhưng mà biết là nó có thể sinh tức là cái thể tích nó tăng lên sau khi cắt gan Thật ra người ta mới sống mình mình mới sống được Và có như trường hợp mình cắt Hà Văn thùy hạ Văn thùy tức là mình cắt hạ Văn thùy này nè Hà Văn thùy dạng dạng đây là 4 năm sau một thời gian mình mình bệnh nó, nó mọc gan lại mình nhìn siêu âm hay là CT mình thấy nó thay đổi siêu âm mình không xác định được CT thấy nó thay đổi cái cái cái, cái 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 cái, nó mọc lại cái Hà Văn thùy này không phải là một cái hình khuyết vô vậy mà nó thay đổi cái mọc lại mà hình dạng nó không phải như là cũ tức là mình thấy là nó tái sinh mà thời gian tái sinh đó là trong sớm nhất trong vòng nửa tháng là tái sinh gần hết toàn bộ cái 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 thể tích mình mong muốn à tất nhiên ngăn trái và phải thì nó khác tái sinh không thể là bao nhiêu vậy được nhưng mà nhớ kỹ là các hạ phân thùy nha là tái sinh hầu như cái này cắt cắt u như vậy tái sinh hầu như mình không nhận biết được trên siêu âm có thể CT nó khác nó có cái sẹo thì mình thấy vậy ha. nên là khả năng tái sinh rất tốt tái sinh gan rất tốt còn muốn đánh giá lại thì phải đánh giá chức năng gan Thì dụ đánh giá lại Phục hồi vậy, chức năng gan bao nhiêu Để Lại phải gọi chai put à, Rồi độ thanh thải, insulin green Vân vân đó Thì mình mới đánh giá được chức năng gan Vậy ha Khả năng tái sinh rất tốt Rồi ai hỏi gì nữa Cái, cái 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 những cái chất mà thuốc động cho gan thì nhiều lắm, bao nhiêu thuốc như vậy, mà, mà, mà điển hình là paracetamol, paracetamol hay gây viêm gan mà không hồi phục nó, nó nguy hiểm cho đó, đó, ha. Còn tất cả thuốc gì nó cũng qua gan, thải qua gan hết. Nào, đặc biệt thuốc mà thải qua đường mật thì nó 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 sẽ ảnh à, hưởng gan. Nhưng mà mình nhớ kỹ là cái gan mình nó có khả năng tái tạo rất tốt, thì mình phải dựa vào chức năng gan. Chứ là không phải là mình mình nói là tôi uống vi paracetamol là suy gan, nó có nó có người gan rất tốt uống paracetamol xong nó suy gan nó chết, bên tay nó ghép gan những người mà bị bị suy gan do paracetamol rất nhiều nha đây là bệnh nhân bị viêm gan do cái nó nó, nó ngộ độc paracetamol không hiểu tại sao mà gan ta tốt người khác đâu có sao sơ gan uống paracetamol cũng cũng được cũng không có chết thật ra mình mình nói là bây giờ uống sao thì không có cái hướng dẫn nào hết đó à, nên là tất nhiên là khi cắt gan thì phải thử chức năng gan lại và mình phải hạn chế những cái gì độc độc cho gan thôi và người ta cái khuyên người ta khuyên quan trọng nhất là muốn cho gan phục hồi người ta phải dùng chất đạm ha đạm là quan trọng nhất tức là mình phải mình phải dùng chất đạm là ăn thịt á hoặc là uống cái chất những cái những cái, những cái thuốc mà nó có acetamin thuốc acetamin mà nó cần thiết cho gan để nó, nó tái tạo ha chứ còn nói là uống sao thì không không có cái phát đồ hướng dẫn ha. tất nhiên là hãy thận trọng tất nhiên ông này không được uống rượu rồi sơ gan uống rượu còn độc hơn là đúng không tại rượu nó được, được được thải qua gan mà đúng không đó rồi còn câu hỏi gì nữa và cái bài này về coi lại ha bài này là bài lớn mình giảng cũng chưa hết nổi đâu mấy em hỏi cũng thêm được nhiều chi tiết á ha chứ bài này là bài nó lớn lắm nó nó có những cái những cái yếu tố mà mình mình chưa biết là nó nằm ở trong cái phần mà mình phải học sau này á học sau đại học tôi nói rồi nó rất rất nhiều có rất nhiều những cái hội nghị cũng như những cái à, những cái bàn bạc về vấn đề mà điều trị ung thư gan á chẩn đoán nè hình ảnh học mà, à, sinh hóa nè rồi uh, điều trị nè uh, su suy gan này vân vân rất nhiều cái cái hội nghị những cái uh, hội thảo về cái này tại mình hiểu là cái bài này nó nó và vấn đề mà uh, điều trị ung thư gan chưa kết thúc nó còn nhiều cái những cái cải thiện như sau này người ta báo sẽ nói về nước ngoài nó nói về vấn đề là điều trị miễn dịch hay điều trị uh, gì đó uh, uh, miễn dịch hay là uh, tiết tố uh, hay là uh, hóa trị mình nó đi nó đi rất là xa uh, nhưng mình không biết được cái này và đã tại vì nó tốn kém quá đi thật ra mình không có nói cái vấn đề này nhiều nó cho nó nó có những cái hội nghị riêng về hóa trị ung thư gan đó. mà người ta báo cáo những cái nó rất cũng rất là dễ dữ ha người ta đã làm những nghiên cứu những cái pha hai ba rồi đó để ta thấy kết quả nó tốt nhưng mà mình nó cũng không thể nào nhớ kỹ nó không thể nào bằng phẫu thuật được nếu mà mình còn cắt gan nhớ kỹ nha không thể nào bằng phẫu thuật được phẫu thuật là một một cái phương pháp mà cứu bệnh nhân tới mình loại trừ khối u đã rồi mới tính gì tính ha. còn khi còn khu là còn vấn đề Đấy. Bây giờ mình nghỉ ha bây giờ em về coi bài lại lại nha